hình thái học. Bệnh hoàn toàn không có mối tương quan giữa hình ảnh nội soi với giai đoạn mô bệnh học. Hình ảnh nội soi niêm mạc có vẻ phì đại hoặc biểu hiện bằng những nếp nhăn lớn, nhưng hình ảnh mô học lại là viêm dạ dày teo. Ngược lại, hình ảnh nội soi niêm mạc có vẻ teo hơn sự mất nếp nhăn, mô học là bình thường. Tương tự, không có một mối liên hệ nào giữa mức độ teo với chiều cao của niêm mạc về mặt mô học. Nhìn chung, khi nhìn bằng mắt thường, niêm mạc dạ dày thường thô hơn bình thường, có thể thấy một vài chỗ niêm mạc dẹt thấp. Với trường hợp viêm mạn tính teo nặng, viêm mạc trở nên phẳng. Về vi thể, dưới đây sẽ trình bày những tổn thương cơ bản và phân loại mô học viêm dạ dày mạn. Những tổn thương cơ bản: biểu mô bề mặt. Tế bào biểu mô bề mặt thường bị tổn thương nhẹ khi có sự phá hủy quá mức tế bào biểu mô cùng với sự tái tạo thái quá sẽ hình thành những nhú rồi giữa các khe và trong một số trường hợp có thể hình thành polyp tăng sản. Biểu mô phủ có thể nong từng chỗ, mở đầu cho sự hoại tử và những tổn thương ăn mòn và xước các khe tuyến. Tế bào khe tuyến tăng sinh để bù đắp những tế bào biểu mô bị thoái hóa nong. Các tế bào ít nhiều kiềm tính kèm chế tiết. Tế bào từ trụ có thể trở nên vuông, khe tuyến không thẳng, bị kéo dài khúc hữu hình xoắn nút chai. Nhân tế bào không đều, kiềm tính lớn, số lượng tế bào nhân chia tăng hơn. Tế bào khe có thể bị dị sản thành tế bào ruột, tế bào mâm khía và những tế bào hình chén. Sự dị sản này có thể kèm theo sự có mặt của tế bào panet và tạo nên ở bề mặt những nhung mạc thực sự. Tuyến tổn thương cơ bản ở vùng thân vị và hang vị không giống nhau. Niêm mạc thân vị bình thường, chiều cao tuyến thân vị bằng 4/5 chiều cao niêm mạc. Các tuyến thân vị số lượng tế bào thành và tế bào chính giảm, đặc biệt với tế bào thành là những tế bào kém bền vững. Thay thế tế bào thành và tế bào chính là những tế bào kém biệt hóa, tế bào vuông, tế bào thất dẹt có thể hình thành những hang nhỏ. Ở thân vị có thể có dị sản hang vị và như vậy vùng hang vị được mở rộng hơn. Niêm mạc hang vị, số lượng tuyến hang vị giảm, tế bào tuyến được thay thế bằng những tế bào kém biệt hóa hoặc bằng sự dị sản ruột. Dị sản ruột vùng hang vị hay gặp so với thân vị. Lớp đệm tăng thể tích rõ do sự xâm nhập các thành phần tế bào, trong đó chủ yếu là lympho tương bào, phân bố lan tỏa hoặc đôi khi tập trung thành đám hay nang cùng với sự tăng lên của các nang lympho. Sự có mặt hay không có mặt của bạch cầu đa nhân sẽ cho phép đánh giá tình trạng hoạt động của viêm dạ dày mạn. Ở thể viêm hoạt động, số lượng bạch cầu đa nhân tăng có thể khu trú đơn thuần ở trong lớp đệm, giữa các khe hoặc cả ở lớp biểu mô hay lan rộng toàn bộ chiều cao của niêm mạc. Ở giai đoạn cuối của viêm teo, sự xâm nhập bạch cầu đa nhân có xu hướng giảm đi và có biểu hiện sơ hóa nhẹ, đặc biệt xuất hiện khá nhiều sợi cơ trơn bắt nguồn từ cơ niêm. Phân loại mô học. Có nhiều phân loại viêm dạ dày mạn, nhưng phân loại thành 4 giai đoạn của Whitehead năm 1985 được sử dụng phổ cập nhất hiện nay gồm viêm mạn nông, viêm mạn teo, teo nhẹ, teo vừa, teo nặng. Viêm mạn nông, tế bào biểu mô bề mặt có thể có những thay đổi loạn dưỡng hoặc có thể bị long tịch chỗ, đặc biệt các khe có sự kéo dài chứng tỏ một mức độ nào đó của sự phá hủy và sửa chữa tế bào. Giai đoạn này, các tuyến không có sự thay đổi, tế bào viêm xâm nhập ở 1/3 trên của niêm mạc không vượt quá vùng khe gồm tế bào lympho tương bào. Ở thể hoạt động có sự hiện diện của bạch cầu đa nhân, mô đệm phù nề sung huyết. Hình ảnh trên có thể thoái triển hoặc trong một số ít trường hợp đây là giai đoạn mở đầu của viêm mạn teo. Viêm mạn teo nhẹ, hình ảnh gần giống như viêm mạn nông, có tổn thương tế bào tuyến, có giảm thể tích tuyến nhưng ít rõ ràng. Tế bào chính, tế bào thành có thể bị hốc hóa, hoại tử hoặc bị tiêu. Mô đệm xâm nhập lympho tương bào. Tổn thương viêm nhẹ, đôi khi còn được gọi là viêm kép và khi có xâm nhập viêm ở nhiều nang lympho còn được gọi là viêm dạ dày thể nang. Viêm mạn teo vừa, bao gồm hình ảnh trung gian giữa teo vừa và viêm teo vừa và viêm teo nặng. Niêm mạc trở nên mỏng do teo tuyến, số lượng tuyến giảm, mô liên kết tăng sinh ở nơi tuyến bị teo nằm cho khoảng cách giữa các tuyến còn lại trở nên xa nhau, xâm nhập nhiều lympho tương bào, mô bào. Viêm mạn teo nặng, thể này được xác định do giảm nhiều hoặc mất hẳn tổ chức tuyến, mô đệm phát triển mạnh, các tuyến còn lại phân bố theo nhóm, có nơi tế bào tuyến biệt hóa kém, chiều dày niêm mạc giảm đi rõ. Trong các thể viêm mạn teo đều có xâm nhập tế bào viêm toàn bộ chiều dày niêm mạc và đều có bạch cầu đa nhân ở thể viêm hoạt động. Bạch cầu đa nhân có thể phân tán trong mô đệm, xâm nhập vào giữa các tế bào biểu mô vào trong các khe và trong lòng tuyến. Ngoài những biểu hiện trên, viêm mạn teo còn có thể thấy dị sản ruột và loạn sản. Dị sản ruột là sự biến đổi của niêm mạc dạ dày sang
trạng thái biểu mô ruột non với sự xuất hiện tế bào chén chế nhầy và tế bào hấp thu có xu hướng hình thành nhung mao với viền bàn chải ở ngọn tế bào. Ở viêm mạn teo nhẹ thường không có dị sản ruột hoặc nếu có thì ở mức độ nhẹ. Còn trong teo vừa và nặng, dị sản ruột thường thấy hơn và ở mức độ nặng hơn. Dị sản ruột hay xảy ra ở vùng ham vị hơn ở vùng thân vị. Loạn sản với những trường hợp viêm dạ dày kéo dài, biểu mô có những biểu hiện biến đổi về mặt tế bào gồm cả sự khác nhau về kích thước, hình dạng và sự định hướng sắp xếp của các tế bào biểu mô. Theo WHO năm 1980, loạn sản phân làm 3 mức độ: loạn sản nhẹ, vừa và nặng. Loạn sản nhẹ trên mô học thay đổi ít, tế bào biểu mô phủ và tuyến hình trụ tăng ưa kiểm nhưng nhân tế bào còn tương đối đồng dạng, thon dài và sắp xếp ở phía màng đáy. Tỷ lệ nhân trên nguyên sinh chất tăng nhẹ. Loạn sản vừa biểu hiện bằng mất tính biệt hóa hoàn toàn của tế bào biểu mô. Nhân tế bào lớn trở lên tròn hơn, tỷ lệ nhân trên nguyên sinh chất tăng rõ, tăng chỉ số nhân chia, cấu trúc tuyến không còn giống bình thường. Loạn sản nặng có những biến đổi không điển hình về tế bào và cấu trúc tuyến, đa hình thái tế bào và nhân, tế bào sắp xếp giả hàng hoặc nhiều hàng ở các tuyến không bình thường, xuất hiện nhiều nhân chia và có nhân chia không điển hình. Ngày nay, căn cứ vào những nghiên cứu kháng thể tới tế bào thành và mức độ hoạt động của tế bào G chế tiết gastrin, người ta còn đưa ra phân loại viêm dạ dày mạn tuyếp A và tuyếp B. Tuyếp A có kháng thể chống tế bào thành, tổn thương biểu hiện ở thân vị, nơi có tế bào thành nhiều nhất, còn gọi là viêm dạ dày theo thân vị lan tỏa. Trong tuyếp này, sự chế tiết axit HCL giảm và tăng gastrin máu, niêm mạc vùng hang vị ít bị biến đổi. Tuyếp B là dạng phổ biến hơn, tổn thương khu trú ở hang vị, không có kháng thể chống tế bào thành, không có gastrin huyết cao, chế tiết HCL giảm nhẹ. Tuyếp AB, Jerry Glass và CS năm 1975 bổ sung thêm thể có tổn thương ở cả thân vị và hang vị hoặc không có kháng thể chống tế bào thành AB cộng và AB trừ. Liên hệ lâm sàng, triệu chứng không có dấu hiệu đặc trưng, bệnh nhân có những rối loạn chức năng tương tự như rối loạn tiêu hóa. Sau ăn có cảm giác nặng bụng, trướng, đầy hơi, nóng rát vùng thượng vị. Biểu hiện đau thường có liên quan tới đợt tiến triển của bệnh. Chẩn đoán: X quang không có giá trị. Chẩn đoán chắc chắn bằng nội soi dạ dày, sinh tiết kết hợp với lấy dịch vị xét nghiệm. Điều trị: quan trọng là chế độ ăn uống, sinh hoạt, vệ sinh làm giảm các yếu tố kích thích dạ dày, tránh dùng các thuốc độc hại kéo dài như aspirin, corticoid, có thể dùng các thuốc chống co thắt, chống tiết dịch, thuốc băng niêm mạc. Khi có biểu hiện nhiễm khuẩn dùng thuốc kháng sinh. Biến chứng: thiếu máu. Trong viêm dạ dày tự miễn, những trường hợp tế bào thành giảm nhiều và teo tuyến sẽ gây nên giảm hoặc thiểu toan dịch vị, tăng gastrin huyết. Một số ít những bệnh nhân này, khoảng 10%, có thể có biểu hiện thiếu máu ác tính rõ rệt. Bệnh thường có tính chất gia đình. Trong viêm dạ dày mạn hang vị không có thiểu toan dịch vị và thiếu máu ác tính. Tuy nhiên, những trường hợp viêm teo có tổn thương cả hang vị và thân vị cũng sẽ gây nên giảm toan dịch vị. Loét dạ dày tá tràng. Phần lớn những bệnh nhân loét dù là ở dạ dày hay tá tràng đều có viêm mạc dạ dày dai dẳng kể cả sau khi loét đã liền sẹo. Điều này cho phép nghĩ rằng viêm dạ dày là nguồn gốc của loét. Ung thư dạ dày. Những trường hợp viêm dạ dày mạn teo có dị sản ruột, loạn sản, chúng được coi như là trạng thái tiền ung thư. Đặc biệt, biến đổi loạn sản có thể trở nên trầm trọng như một ung thư tại chỗ. Đây là lời giải thích cho việc tăng tỷ lệ ung thư dạ dày ở những bệnh nhân viêm dạ dày mạn tính, nhất là viêm teo. Loét dạ dày. Về định nghĩa, loét dạ dày là tổn thương mất chất cấp hay mạn tạo nên lỗ khuyết ở niêm mạc ăn qua cơ niêm mạc tới hạn niêm mạc hoặc sâu hơn. Về lâm sàng, có những đợt đau có nhịp độ, có chu kỳ. Về bệnh sinh, có sự mất cân bằng giữa yếu tố tấn công và yếu tố bảo vệ. Loét dạ dày và loét tá tràng có thể phát triển riêng lẻ hoặc kết hợp với nhau, nhưng trên nhiều phương diện về cơ chế bệnh sinh cũng như về đặc điểm hình thái học, chúng có những điểm cơ bản giống nhau. Loét dạ dày phổ biến là loét mạn, loét cấp chỉ xảy ra trong những điều kiện đặc biệt. Những đợt tiến triển cấp trên một loét mạn là biểu hiện rất thông thường. Về dịch tễ học, tỷ lệ mắc loét cho đến nay chưa biết rõ, nó thay đổi tùy từng thời kỳ và tùy từng nước. Murgas năm 1973 ước tính 3,5-12% dân số ở châu Âu cuối thế kỷ 20, tỷ lệ loét không thay đổi nhưng loét tá tràng xuất hiện nhiều hơn. Tại Mỹ, Cillian W. Barlow SB cho rằng khoảng 10% dân số Mỹ bị loét dạ dày. Còn các nước phương Tây, tỷ lệ hiện mắc loét dạ dày ở người lớn khoảng 8%, loét
mắc loét tá tràng người lớn khoảng 8%, loét dạ dày khoảng 2%. Tỷ lệ mắc hàng năm loét tá tràng là 0,12%, loét dạ dày là 0,03% dân số. Theo đi năm 1986 ở Việt Nam, từ năm 1962 đến năm 1984, qua các cuộc điều tra khám sức khỏe nhân dân vào nhiều thời điểm, nhiều địa phương khác nhau trên miền Bắc, chủ yếu dựa trên tiêu chuẩn lâm sàng. Một số tác giả cho biết tỷ lệ mắc viêm loét dạ dày tá tràng từ 4,6 đến 8,2%, có địa phương thấp hơn từ 1,8 đến 3,1% dân số trung bình, ước tính 5-7% dân số. Trong quân đội, tỷ lệ loét dạ dày tá tràng ước tính khoảng 6% dân số. Loét dạ dày tá tràng có thể thuyên giảm rồi lại tái phát, phần lớn được chẩn đoán vào tuổi trung niên hay cao hơn. Song những bệnh nhân này có thể họ đã bị lần đầu từ tuổi thanh niên. Trẻ em và người lớn có tỷ lệ bệnh thấp, riêng phụ nữ hay bị nhất vào thời kỳ mãn kinh hoặc tiền mãn kinh. Các ổ loét có thể xảy ra mà không có biểu hiện để nhận biết được, và sau thời gian hàng tuần tới hàng tháng, ổ loét mới được hàn gắn, thậm chí liền sẹo với việc có hay không được điều trị. Tuy nhiên, xu hướng chung là các ổ loét vẫn còn tiến triển. Do vậy, một bệnh nhân đã một lần bị loét dạ dày tá tràng thì luôn luôn là một bệnh nhân loét dạ dày tá tràng. Vì vậy, rất khó xác định chính xác số liệu về tỷ lệ bệnh đang hoạt động. Dựa vào các nghiên cứu giải phẫu bệnh, khám nghiệm tử vong và những khảo sát về quần thể, số liệu ước đoán với một tỷ lệ 6-14% đối với nam giới và 2-6% đối với nữ giới bị bệnh này. Tỷ lệ nam trên nữ đối với loét hành tá tràng vào khoảng 3/1, với loét dạ dày là vào khoảng 1,5-2/1. Những nghiên cứu hàng chục năm qua cho thấy không rõ vì sao sự giảm đáng kể về tỷ lệ loét hành tá tràng, song tỷ lệ loét dạ dày ít thay đổi. Ảnh hưởng về mặt di truyền dường như ít hoặc không có vai trò trong loét dạ dày tá tràng. Về chủng tộc cũng không thấy sự khác nhau đáng kể. Những điểm khác nhau về mặt dịch tễ học giữa loét dạ dày và loét tá tràng gây nên sự hoài nghi rằng loét dạ dày và loét tá tràng là những bệnh khác nhau. Tuy nhiên, do việc thiếu hiểu biết về bệnh sinh của bệnh loét dạ dày tá tràng đã hạn chế những cố gắng phân biệt cặn kẽ giữa loét dạ dày và loét tá tràng. Bệnh nguyên, bệnh sinh. Qua nghiên cứu, người ta đã tìm thấy có nhiều yếu tố liên quan đến sự phát triển của bệnh. Quá trình hình thành ổ loét là hậu quả của sự mất cân bằng giữa yếu tố tấn công, axit, pepsin và yếu tố bảo vệ, sự nguyên vẹn của biểu mô phủ, sự chế nhầy và lợp chất nhầy, vai trò của tuần hoàn thần kinh. Mọi quá trình làm cho yếu tố tấn công tăng lên mà không có sự củng cố đúng mức của yếu tố bảo vệ, và yếu tố bảo vệ giảm sút mà không có sự giảm tương ứng của yếu tố tấn công, và cả hai đều có thể làm cho sự mất chất trở thành không sửa chữa được, dẫn tới loét dạ dày tá tràng. Người ta nhận thấy rằng yếu tố tấn công đóng vai trò chủ yếu trong loét tá tràng, còn trong loét dạ dày đó là sự suy giảm yếu tố bảo vệ. Về vai trò của axit và pepsin. Axit và pepsin dịch vị là yếu tố tất yếu cần thiết trong quá trình hình thành loét dạ dày và tá tràng. Đặc biệt vai trò quan trọng của axit đã được xác định trong hội chứng Zollinger-Ellison với nhiều ổ loét ở dạ dày và tá tràng do chế tiết quá nhiều gastrin và sản xuất quá nhiều HCL. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp loét dạ dày tá tràng đều tăng axit. Những trường hợp tăng axit cơ chế còn chưa rõ. Có lẽ do tăng số lượng tế bào thành, tăng tính nhạy cảm với chất kích thích tế chế tiết, tăng chiều hướng chế tiết axit cơ sở hoặc làm suy yếu ức chế của cơ chế kích thích giải phóng gastrin. Ở một số bệnh nhân loét tá tràng có sự giải phóng gastrin quá nhanh, niêm mạc tá tràng bị tác động bởi một lượng axit nhiều quá mức sẽ gây tổn thương hoại tử long và dẫn tới loét. Vai trò của Helicobacter pylori. Tại hội thảo quốc tế tại Dublin, Ireland, năm tháng 7 năm 1992 đã kết luận Helicobacter pylori đóng vai trò quan trọng chủ yếu trong nguyên nhân sinh bệnh loét dạ dày tá tràng. Tỷ lệ Helicobacter dương tính gặp ở 85-100% số bệnh nhân loét tá tràng và 70% trong loét dạ dày. Trong điều trị kết hợp diệt Helicobacter pylori, tỷ lệ liền sẹo cao hơn, thời gian liền sẹo ngắn hơn và tỷ lệ bệnh tái phát giảm nhiều so với những trường hợp Helicobacter pylori không được diệt. Helicobacter pylori đi vào dạ dày, chúng khu trú trong lớp chất nhầy và bám vào bề mặt tế bào biểu mô dưới kính hiển vi điện tử. Roy Laffec năm 1988 thấy vi khuẩn bám vào màng đỉnh của tế bào hoặc ở giữa các khe liên tế bào và làm gãy các cầu nối liên tế bào. Sau đó, một tế bào khác bị chóc nhiều vào hoại tử, có phản ứng viêm niêm mạc có dạng tổ ong. Mặt khác, Helicobacter pylori còn tiết ra men urea, thủy phân urea thành ammoniac có hại đến tế bào, gây hiện tượng khuếch tán ngược hắt cộng.
đồng thời ngăn cản quá trình tổng hợp chất nhầy của tế bào và làm thay đổi chất lượng chất nhầy cũng như sự phân bố của chất nhầy. Cũng như vậy, sự toàn vẹn của lớp áo niêm dịch không còn nữa, kết hợp với tổn thương của tế bào biểu mô, các yếu tố tấn công axit, các yếu tố tấn công HCL, pepsin tác động trực tiếp vào tế bào biểu mô là chúng bị hủy hoại và do đó có thể dẫn tới loét. Yếu tố tinh thần, mọi tình trạng gây căng thẳng thần kinh kéo dài, những chấn thương tâm lý sẽ gây co mạch và tăng tiết axit, làm cho niêm mạc bị tổn thương dẫn tới loét. Viêm vết loét tại vết loét lại kích thích vỏ não và vỏ não lại kích thích dạ dày theo cơ chế phản hồi. Vì vậy, với lâm sàng, nhiều tác giả ngày nay không xem loét dạ dày như một tổn thương khu trú đơn thuần mà coi như một bệnh toàn thân với tên gọi bệnh loét. Yếu tố di truyền, người ta nhận thấy rằng người bệnh loét dạ dày tá tràng có tiền sử gia đình chiếm 60% những người liên quan ruột thịt. Trong niêm mạc dạ dày của những người bệnh này có số lượng tế bào thành nhiều gấp 1,5 đến 2 lần so với người bình thường, và nhóm máu của họ thường là nhóm máu O, cao hơn nhóm máu khác 1,4 lần. Yếu tố ăn uống. Việc ăn uống các chất kích thích như rượu, ăn quá nóng hoặc quá lạnh, thức ăn không đủ chất dinh dưỡng và vitamin hoặc ăn no nhưng không được nghỉ ngơi đều có thể gây ra tác động không tốt tới niêm mạc dạ dày, từ đó góp một phần vào quá trình phát sinh bệnh. Các thuốc. Uống aspirin, các thuốc kháng viêm không steroid, các thuốc này ức chế tổng hợp prostaglandin có vai trò phục hồi tế bào và sản sinh chất nhầy, do đó làm giảm sức chống đỡ của niêm mạc dạ dày tá tràng. Uống corticoid liều cao và dùng nhiều lần có liên quan đến việc thúc đẩy vết phát triển. Hút thuốc lá làm hạn chế quá trình liền sẹo và làm thuận lợi cho bệnh tái phát, có lẽ do nó cản trở quá trình tổng hợp prostaglandin. Hình tái học. Loét cấp. Về đại thể, các ổ loét dạ dày cấp thường nhỏ, kích thước thường dưới 1 cm, hình tròn và ít khi ăn qua niêm mạc. Đáy ổ loét có màu nâu xám do sự giàng hóa của máu chảy ra. Khác với loét dạ dày tá tràng mạn tính, loét cấp do stress có thể gặp ở bất cứ vị trí nào của dạ dày, có thể chỉ xuất hiện một ổ loét đơn độc nhưng thường là ổ ở khắp dạ dày tá tràng. Các nếp niêm mạc xung quanh vùng ổ loét đa số bình thường, vùng rìa và đáy ổ loét mềm mại. Về vi thể, loét cấp tính chất nhất là do stress là những ổ tổn thương diễn ra rất nhanh. Đáy loét thường phủ chất hoại tử có máu hay chất nhầy hòa lẫn, tổ chức ở dưới phù nề và sung huyết. Tùy theo thời gian của loét, có khi hình thành một tổ chức hạt mỏng mảnh, nghèo tế bào, ít huyết quản thân tạo, chưa sinh ra tổ chức xơ làm sẹo. Niêm mạc bờ ổ loét chủ yếu là phù và sung huyết, xâm nhập viêm có khi không. Tế bào biểu mô phủ vào tuyến có thể tăng chi tiết nhưng không có hiện tượng quá sản hay teo đét, không thấy hình ảnh của tổ chức sẹo và những mạch máu thành dày như trong các bệnh loét mạn tính. Loét mạn. Về mặt đại thể, vị trí, những loét mạn thường gặp ở tá tràng hơn là dạ dày, tỷ lệ khoảng 3/1. Hầu hết các loét hành tá tràng xảy ra ở đoạn đầu của tá tràng, nói chung là ở trong vài cm đầu của môn vị, thành trước của tá tràng hay bị hơn là thành sau. Loét dạ dày thường gặp ở bờ cong nhỏ, ở chính giữa hoặc xung quanh vùng ranh giới giữa niêm mạc thân vị và hang vị, ở thành trước, thành sau hoặc dọc bờ cong lớn ít gặp hơn. Số lượng. Thông thường đa số bệnh nhân chỉ có một ổ loét đơn độc, rất hiếm khi có 2-3 ổ hoặc cao hơn, nhưng có tới 10-29% số bệnh nhân loét dạ dày đồng thời với loét tá tràng. Về kích thước, những tổn thương nhỏ dưới 0,3 cm hầu hết là những trật nông, các tổn thương trên 0,6 cm thì hầu như chắc chắn là loét. Khoảng trên 50% các ổ loét dạ dày tá tràng có đường kính dưới 2 cm và 75% là dưới 3 cm, nhưng cũng có khoảng 19% các ổ loét lành tính trên 4 cm. Tuy nhiên, có những ổ loét ung thư có thể dưới 4 cm đường kính, cho nên về mặt kích thước khó phân biệt được giữa một ổ loét lành tính với một ổ loét ác tính. Về hình thái học, kinh điển, ổ loét dạ dày tá tràng có hình tròn, bầu dục, bờ gọn, niêm mạc dìa ổ loét có thể nhô về phía lòng ổ loét, đặc biệt là ở mép trên chu vi ổ loét. Những loét mới, niêm mạc vùng rìa thường bằng với niêm mạc xung quanh, không có diềm rõ. Bờ loét thoai thoải tạo cho ổ loét có hình nón hay hình lòng chảo, nắn còn mềm mại do tổ chức xơ chưa phát triển. Niêm mạc vùng quanh ổ loét thường hay nề, xuất huyết do viêm, chưa xuất hiện những nếp gấp quy tụ hướng về phía ổ loét. Với loét cũ tiến triển nhiều năm, niêm mạc rìa có thể gồ cao hơn một chút, còn những vết loét có bờ gồ cao rõ thì ít khi là lành tính, mà đó là đặc trưng của các tổn thương ác tính. Bờ loét cũ thường thẳng đứng tạo cho ổ loét có hình chiếc cốc, nắn thấy chắc do ổ sơ đã phát triển. Niêm mạc vùng xung quanh ổ loét có ít có biến đổi, thường có phù nề và sung huyết. Các nếp nhăn của niêm mạc nhận biết rõ nhưng có xu hướng quy tụ về phía ổ loét.
Nhưng ổ loét cũ tiến triển nhiều năm với những giai đoạn hoại tử và sơ hóa kế tiếp sẽ dẫn đến loét chai, miệng loét nhẵn hoặc méo mó không đều, nhiều góc cạnh nhăn nhúm, niêm mạc rìa loét có thể gồ cao và bị co kéo theo hướng về tâm ở loét, tâm ổ loét. Loét thường rộng và sâu, bờ thẳng đứng, nhẵn, trắng, rắn, chắc ở những mức độ khác nhau. Niêm mạc vùng xung quanh ổ loét bao giờ cũng có tổn thương rõ, khi thì các nếp nhăn xẹp, niêm mạc mỏng, khi thì nhăn nhúm, các nếp gấp thô cao cùng hướng đi tâm với ổ loét. Qua diện cắt có thể thấy những thớ sơ trắng. Độ sâu của các ổ loét khác nhau, từ những tổn thương bề mặt chỉ ở niêm mạc và cơ niêm cho tới những loét sâu đáy nằm trong lớp cơ hoặc sát tới lớp thanh mạc hoặc xuyên thủng thành dạ dày và đáy ổ loét được tạo thành do tụy mỡ mạc nối hoặc do gan sắt vào dính bít vào. Do gan sắt đó dính bít vào, cũng có khi ổ loét thủng thông vào khoang phúc mạc. Đáy ổ loét thường mềm và sạch vì pepsin tiêu hủy tất cả các dịch gì trong đợt tái phát tiến triển của vết của loét thì đáy bẩn màu nâu xám do chảy máu và thoái hóa tổ chức. Vết loét cũ, nhất là vết loét sơ chai, đáy loét gồ ghề, khi các mạch máu bị nghẽn và lộ ra trông rất rõ là nguồn gốc gây chảy máu, có thể đe dọa đến tính mạng. Về vi thể, tổn thương hình thành rõ rệt ở nền loét và bờ loét với những mức độ khác nhau tùy giai đoạn tiến triển của bệnh. Nền loét với các ổ loét đang hoạt động, nền loét tổn thương đi từ trong ra ngoài gồm 4 lớp như sau. Lớp hoại tử là tổ chức hoại tử gồm các mảnh vụn tế bào bị thoái hóa, chất như mủ, bạch cầu đang nhận thoái hóa lẫn với những sợi tơ huyết. Lớp phủ dạng tơ huyết được coi là tổn thương đặc trưng do tác dụng của axit HCL, nhuộm van các sợi tạo keo bắt màu da cam rõ. Ở lớp này có xâm nhiễm viêm không đặc hiệu với bạch cầu đa nhân chiếm ưu thế. Lớp mô hạt được hình thành với những tế bào sơ non, sợi tạo keo, nhiều huyết quản tân tạo và xâm nhiễm các tế bào viêm, trong đó chủ yếu là bạch cầu đơn nhân. Lớp sơ hóa, mô hạt còn lại trên một sẹo sơ chắc hơn hoặc có chứa sợi tạo keo. Đặc điểm của sẹo sơ là có hình quạt rộng và có thể phát triển tới sát thanh mạc hoặc các mạch máu thành bị dày lên rõ rệt với sự xâm nhiễm viêm bao quanh và đôi khi bị huyết khối, các bó thần kinh phì đại. Cả hai thay đổi này có lẽ là thứ phát. Bờ loét và vùng kế cận, hầu như 80-100% số bệnh nhân loét tá tràng và 70% loét dạ dày có viêm niêm mạc mãn tính. Biểu mô phủ và khe ở vùng loét và vùng lân cận có tổn thương thoái hóa và tái tạo mãn tính. Tế bào thoái hóa trở nên dẹt thấp, giảm chế tiết, tế bào tái tạo kiềm tính hơn. Sự tái tạo biểu mô có thể dẫn tới dị sản ruột, loạn sản và phát triển thành ung thư. Các tế bào tuyến có thể bị teo, số lượng và thể tích đều giảm. Tế bào viêm mãn tính xâm nhập khắp nơi ở khoảng kẽ. Ở tế bào hoạt động có bạch cầu đa nhân và hầu hết cho thấy vi khuẩn Helicobacter pylori. Sau khi loét đã thành, viêm vẫn tồn tại và việc không xảy ra loét tái phát có thể liên quan đến sự cải thiện của viêm dạ dày. Đặc điểm này giúp phân biệt giữa loét dạ dày tá tràng với viêm trật cấp tính hoặc loét do stress vì cả hai trường hợp sau không thấy viêm mạc vùng kế cận. Sau khi loét đã lành, viêm vẫn tồn tại và việc không xảy ra loét tái phát có liên quan đến sự cải thiện của viêm dạ dày. Đặc điểm này giúp phân biệt giữa loét dạ dày tá tràng với viêm trật cấp tính hoặc loét do stress vì cả hai trường hợp không thấy viêm mạc vùng kế cận. Cơ niêm tăng sinh và bị khuếch tán. Nói chung, cơ niêm thường dày lên ở vùng gần bờ ổ loét, thường tách ra thành những dải phát triển khuếch tán vào mô liên kết của bệnh nhân hoặc vào lớp hạ niêm mạc, nhưng khi có sợi cơ teo đét hoặc biến hẳn và được thay thế bằng tổ chức sơ tân tạo. Hạ niêm mạc sơ hóa. Các sợi tạo keo tăng sinh cùng với tế bào sơ lẫn tế bào viêm làm cho hạ niêm mạc dày lên. Lớp cơ bị kéo lên theo hướng loét do tổ chức sơ làm sẹo. Ở loét mới, tổ chức sơ chưa phát triển nhiều và chưa có làm sẹo nên sự co kéo lớp cơ ở đáy và quanh ổ loét chưa xảy ra. Trái lại, trong loét chai, tổ chức sơ tăng sinh rất mạnh, có thể thoái hóa kính, phát triển ở mọi lớp của dạ dày, dưới lớp loét và lan xa rộng, gây nên sự co kéo rõ rệt về phía ổ loét sơ chai. Trong quá trình tiến triển, một loét dạ dày tá tràng thường có những đợt hoạt động và những giai đoạn lui bệnh. Đặc điểm cơ bản của hoạt động là tổn thương hoại tử trên nền tổ chức sẹo đã được sửa chữa của đợt trước, do vậy có thể gây chảy máu hoặc thủng. Trong giai đoạn lui bệnh sẽ hình thành nụ thịt và có thể lấp đầy ổ loét, hình thành sẹo đỏ và dần dần sơ hóa thành sẹo trắng. Sẹo sẽ được biểu mô phủ tái tạo che lấp hoàn toàn, loét nhỏ hoặc một phần, loét lớn. Nhưng dù một ổ loét đã được lấp kín hoặc được biểu mô che phủ,
thì nốt sơ sẹo vẫn là bằng chứng rõ ràng của một quá trình tổn thương trước. Loét sẹo. Các loét dạ dày tá tràng biến chuyển tốt dẫn đến khỏi và sẹo hóa khoảng 50%. Đại thể, khi hóa sẹo thì loét chỗ loét có thể hình tròn hay méo, nhiều góc cạnh hình sao, màu trắng nhạt. Mặt loét sạch, nhẵn bóng, không sần sùi vì không có mô hoại tử như ở loét tiến triển và cũng khác hẳn mặt niêm mạc của dạ dày bình thường vì không có nếp nhăn. Xung quanh vết loét sẹo có thể gặp những rãnh hướng tâm làm cho dạ dày biến dạng ít nhiều tại chỗ sẹo, mật độ rắn hơn chỗ lành mạnh. Vì thế, loét đã sẹo hóa cũng có một lớp biểu mô phủ bề mặt nhưng mỏng, tế bào không bình thường mà teo đét, nhỏ thấp. Cơ niêm hạ niêm mạc thiếu hẳn hay biến thành một mô sơ và rất khó phân biệt với các lớp áo khác của dạ dày. Tuyến không gặp hay gặp rất ít, các tế bào viêm cũng ít, huyết quản không hoàn toàn bình thường, vách sơ dày, lòng hẹp, không còn trạng thái sung huyết. Loét Zollinger-Ellison là một loét đặc biệt, không giống loại loét thông thường. Loét cùng nhiều ổ tiến triển cấp tính, gặp ở những vị trí khác với các loét kinh điển ngoài bờ cong, tăng gastrin, hay gặp trong u đảo Langerhans tế bào alpha. Liên hệ lâm sàng. Triệu chứng: hầu hết các loét dạ dày tá tràng gây cắn rứt vùng thượng vị, nóng rát hoặc đau, đau có xu hướng tăng vào ban đêm. Kinh điển thì đau thường giảm nhờ các chất kiềm hoặc thức ăn. Đôi khi với những loét sâu, đau thường xuyên ra sau lưng, lan lên trên bên trái hoặc lan lên ngực, buồn nôn, và sốt cân là những biểu hiện phụ thêm. Về mặt chẩn đoán, các phương pháp chẩn đoán bằng hình ảnh như X quang, nội soi dạ dày có thể phát hiện bệnh chính xác đến 98% các loét dạ dày tá tràng. Về mặt điều trị, loét dạ dày tá tràng chủ yếu điều trị bằng nội khoa, các thuốc trung hòa axit dịch vị, hạn chế sự tiết axit, các thuốc băng và bảo vệ niêm mạc, kết hợp dùng kháng sinh khi có Helicobacter pylori dương tính. Điều trị phẫu thuật chỉ đặt ra cho loét chai, loét khổng lồ, loét có biến chứng. Về biến chứng đầu tiên là chảy máu, khá phổ biến, thường là chảy máu nhỏ lâu ngày, bệnh nhân dễ bị thiếu máu. Chảy máu do nôn ra máu cũng thường gặp. Chảy máu có thể gặp ở cả hai giai đoạn của bệnh, đợt hoại tử và giai đoạn sơ hóa của loét mới cũng như loét cũ. Chảy máu do rách một động mạch về nguyên tắc thường xảy ra trong một đợt tiến triển gây hoại tử mô. Chảy máu có thể kết hợp với thủng. Trường hợp vỡ động mạch lớn có thể gây chảy máu sét đánh, đe dọa tính mạng bệnh nhân. Tai biến này ít gặp vì tổn thương sơ và huyết quản bị viêm ít nhiều cũng làm viêm tắc mạch, tắc hoặc vỡ mạch nhưng không gây chảy máu lớn vì đã có sự hình thành huyết khối. Chảy máu do thoát mạch thường kết hợp với rối loạn tuần hoàn do tăng phản ứng giãn mạch ở những lưới vi mạch bất thường nằm ở đáy loét hay rìa loét trên một dạ dày viêm sung huyết. Nhiều điểm chảy máu nhỏ sẽ dẫn đến hiện tượng rỉ máu vào đáy ổ loét và lòng dạ dày. Máu có thể trộn lẫn với chất hoại tử hay chất nhầy quanh loét, chảy nhiều có thể gây nôn ra máu. Thủng thông thường xảy ra lâu sau tiến triển của bệnh nhưng cũng có khi gặp ở người trẻ trên loét mới bị tính chất thủng cấp. Vết loét trên miệng lối cũng dễ gây thủng. Nguyên nhân cơ bản là hoại tử mô, nhất là trong các đợt tiến triển cấp. Lỗ thủng ở dạ dày thường rộng hơn, có diềm loét bao quanh. Lỗ thủng ở phúc mạc hình tròn, bờ rõ hay không rõ. Đường thủng giữa hai lỗ hẹp tương ứng với lớp cơ. Thủng gây viêm phúc mạc. Ở những loét chai, do hiện tượng dính, lỗ thủng dạ dày có thể đào sâu vào các cơ quan kế cận như gan, tụy và không gây viêm phúc mạc. Cũng có khi lỗ thủng được mạc nối lớp kín hoặc thủng nhưng chỉ gây nên viêm phúc mạc khu trú có những màng ngăn dính. Chít hẹp. Do sự sơ hóa dưới và quanh ổ loét, nếu loét lớn ở các mặt của dạ dày, niêm mạc xung quanh sẽ bị co kéo theo hướng xuyên tâm vào ổ loét và cuối cùng có thể làm dạ dày chít hẹp theo kiểu dạ dày hai túi hay dạ dày đồng hồ cát. Những loét sơ chai ở môn vị hay ở hành tá tràng sát môn vị rất dễ dẫn đến hẹp môn vị, trong khi dạ dày giãn rộng hơn bình thường. Sự co thắt dạ dày cũng kết hợp thêm vào cơ chế chít hẹp dạ dày. Ung thư hóa. Loét tá tràng không có ung thư hóa. Loét dạ dày bất kể kích thước, vị trí, thời gian đều phải cảnh giác. Tuy nhiên, các loét lớn, loét chai và loét bờ cong nhỏ, nhất là đoạn ngang, đáng ngại hơn cả. Những trường hợp này cần nội soi dạ dày và lấy sinh thiết nhiều mảnh vỡ ở vùng loét và lân cận vùng loét làm nghiệm vi thể để phát hiện tổn thương ác tính hóa. U dạ dày. Ở dạ dày, các u phát triển từ thành phần biểu mô của niêm mạc chiếm ưu thế hơn so với các u trung mô của tổ chức đệm. Chúng được chia thành hai loại chính là polyp và ung thư biểu mô. Về polyp, thuật ngữ polyp dùng để chỉ một cục hay một khối cao trên niêm mạc dạ dày.
Đôi khi một u mỡ hay một u cơ phát triển trong dạ dày có thể nổi ra niêm mạc gây nên một tổn thương dạng polyp. Tuy nhiên, việc sử dụng thuật ngữ polyp ở ống tiêu hóa nói chung chỉ hạn chế cho những khối phát triển ở niêm mạc. Polyp dạ dày không phải là phổ biến, nó chiếm khoảng 5 đến 10% các u của dạ dày. Mặc dù các polyp thường được phát hiện ra một cách tình cờ, song dù là tiêu hóa hoặc thiếu máu có thể gợi ý cho việc khám xét phát hiện tổn thương ở đường tiêu hóa. Polyp dạ dày được chia làm hai loại: polyp tăng sản và polyp u tuyến. Về polyp tăng sản, đây là loại hay gặp nhất, chiếm đến trên 90% các trường hợp polyp ở dạ dày và thường thấy nhất ở trong viêm dạ dày mãn tính. Polyp tăng sản được coi là loại không có tiềm năng ác tính. Kích thước của polyp tăng sản thường nhỏ dưới 1,5 cm, không có cuống. Tuy nhiên, một vài polyp có kích thước trên 2 cm hoặc có thể lên tới 4 cm và có cuống rõ rệt. Về số lượng, có thể một hoặc nhiều polyp, có khi tới vài chục, gặp khoảng 20-25% các trường hợp. Trên mô bệnh học, các polyp tăng sản thường biểu hiện sự pha trộn của tổ chức tuyến quá sản kiểu tuyến mô vị với mô liên kết tăng sinh phù nề và có chứa tế bào viêm. Niêm mạc vùng xung quanh viêm mạn tính đôi khi có thể teo. Polyp u tuyến, đây là một u thực sự, chiếm 5-10% các tổn thương dạ polyp ở dạ dày. Tỷ lệ bệnh tăng theo tuổi, đặc biệt hay gặp ở tuổi 70 trở lên. Tỷ lệ nam nữ là 2 trên 1. Polyp thường chứa đựng biểu mô loạn sản và phát triển nhanh, vì vậy được coi là loại có tiềm năng ác tính. Kích thước của polyp u tuyến thường trên 2 cm và lớn dần theo thời gian, có thể tới 3-4 cm hoặc hơn. Polyp có cuống hoặc không có cuống nhưng phần lớn có chân đế rõ. Vị trí hay gặp nhất là vùng hang vị và phần lớn chỉ có một polyp, 2/3 số trường hợp. Mặt trong polyp sung huyết, có những nhú nhỏ. Trên mô bệnh học, các tuyến tăng sinh và có cấu trúc hình ống, hình nhú hoặc ống nhú. Tế bào biểu mô tuyến tăng sinh có thể nhiều hàng lớp. Sự sắp xếp của tế bào tuyến có thể mất cực tính, tỷ lệ nhân trên chất nguyên sinh tăng, xuất hiện nhân chia không điển hình, tổn thương biểu hiện của một loạn sản, mô hình tăng sinh và xâm nhập viêm, mô liên kết tăng sinh và xâm nhập viêm. Polyp u tuyến thường phát triển trên nền niêm mạc dạ dày, viêm mạn tính với dị sản ruột chiếm ưu thế. Vào thời điểm bệnh được chẩn đoán, có tới 40% các u tuyến dạ dày chứa một ổ ung thư biểu mô và nguy cơ ung thư của niêm mạc dạ dày sát với u có thể đạt tới 30%. Về chẩn đoán và điều trị, chẩn đoán chủ yếu bằng nội soi dạ dày và sinh thiết. Điều trị, cắt bỏ polyp qua đường nội soi thường được áp dụng. Ung thư biểu mô dạ dày, trong các loại u ác tính ở dạ dày thì ung thư biểu mô là quan trọng nhất và cũng phổ biến nhất, chiếm tỷ lệ 90-95%, sau đó đến u lympho là 4%, các carcinoid 3%, còn các loại u khác thì ít gặp. Về mặt dịch tễ học, theo nhiều thống kê, ung thư dạ dày bình quân chiếm khoảng 10% các loại ung thư nói chung và 60-70% ung thư đường tiêu hóa. Trong những thập kỷ gần đây, ung thư dạ dày có xu hướng giảm đều đặn về cả tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong, song nó vẫn là bệnh phổ biến trên thế giới và vẫn là một trong những loại ung thư gây tử vong hàng đầu. Tỷ lệ bệnh giữa các nước có sự khác nhau. Bệnh đặc biệt cao ở Nhật Bản, Chile, Costa, Colombia, Trung Quốc, Phần Lan, Scotland, một số nước khác như Mỹ, Canada, Hy Lạp, Nam Tư có tỷ lệ thấp. Ví dụ, tỷ lệ bệnh trên 100.000 dân ở Nhật Bản là 46,6, trong khi đó ở Canada chỉ là 12,1, còn ở Mỹ là 7,2, thấp hơn 7 lần so với Nhật Bản. Ở Việt Nam, cho tới nay chưa điều tra dịch tễ về ung thư dạ dày trong phạm vi cả nước, nhưng có một số thống kê cũng cho thấy ung thư dạ dày là một trong những ung thư có tỷ lệ bệnh cao. Tại Trung tâm Y tế Bạch Mai, trong 18 năm từ năm 1958 đến năm 1975, qua khám nghiệm tử thi, ung thư dạ dày chiếm tỷ lệ 12,2% giữa các u ác tính. Theo tài liệu của Bệnh viện Ca năm 1993, ung thư dạ dày ở khu vực Hà Nội chiếm 17% các loại ung thư, các tỉnh miền Trung và Thành phố Hồ Chí Minh chiếm tỷ lệ bệnh thấp hơn nhiều, khoảng 2,2%. Riêng về phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Đức, trong 23 năm từ năm 1970 đến năm 1992 đã điều trị ngoại khoa cho 1.908 trường hợp bệnh nhân, trung bình mỗi năm gần 100 trường hợp. Về tuổi, ung thư dạ dày là bệnh cá biệt của tuổi thiếu niên, hiếm gặp ở tuổi thanh niên, bệnh thường được phát hiện ở tuổi trên 50. Tuy nhiên, Woodman cũng đã mổ cho nhiều bệnh nhân ở lứa tuổi 20. Ở Việt Nam, tại Bệnh viện Việt Đức, mỗi năm vẫn mổ cho 4-5 trường hợp bệnh nhân dưới 25 tuổi, trong đó có cả bệnh nhân 14 tuổi. Về giới, bệnh hay gặp ở nam nhiều hơn ở nữ từ 1,5 đến 2 lần. Nếu chia tỷ lệ bệnh trên 100.000 dân, tại Trung Quốc, nam là 51,7, nữ là 21,3, Chile, nam là 11,8, nữ là 6. Bệnh viện Ca Hà Nội, nam là 21,1%, nữ là 9,1%.
ở Bệnh viện Việt Đức từ năm 1970 đến năm 1992 đã mổ dạ dày cho 1.256 bệnh nhân nam và 652 bệnh nhân nữ, tỷ lệ nam trên nữ là 2:1. Bệnh nguyên, bệnh sinh. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hình thành ung thư dạ dày dưới đây là một số yếu tố chính: yếu tố môi trường và chế độ ăn. Các yếu tố ảnh hưởng về mặt môi trường được coi là quan trọng hàng đầu. Khi các chủng tộc di cư từ vùng có nguy cơ cao tới những vùng nguy cơ thấp hoặc ngược lại, thì đã phát sinh bệnh có xu hướng phù hợp với địa phương mới. Chế độ ăn là thủ phạm chủ yếu và sự trung thành của một số thói quen nấu nướng nào đó cũng phối hợp với nguy cơ bị ung thư dạ dày. Sự có mặt của các chất gây ung thư như các hóa chất nitrat để bảo quản hay sự ô nhiễm nguồn nước bởi các chất thiếu nitrat và thiếu rau quả tươi sẽ làm tăng nguy cơ ung thư. Các chất nitrat sẽ chuyển hóa thành các chất nitrit và là những chất có khả năng gây ung thư. Rau xanh và các hoa quả tươi như cam, quýt có chứa các chất chống oxy hóa có vai trò ngược lại với ung thư dạ dày. Những người nghiện thuốc lá nặng, tần số dễ mắc ung thư dạ dày cao hơn từ 2 đến 6 lần với người không hút. Khói thuốc lá có ảnh hưởng tới vị trí ung thư hay gặp ở tâm vị. Chưa, các yếu tố vật chủ. Các yếu tố vật chủ là vấn đề lớn thứ hai. Viêm dạ dày mạn tính. Những bệnh nhân viêm vùng hang vị mạn tính có teo có nguy cơ tăng có nguy cơ ung thư tăng gấp 18 lần. Viêm dạ dày mạn tính, mây viêm dạ dày mạn teo vùng thân, viêm dạ dày mạn teo vùng thân vị và thiếu máu ác tính rõ rệt cũng làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày gấp 3 lần. Nhưng mà dạ dày viêm mạn cũng có những biến đổi dị sản ruột, loạn sản. Những biến đổi này được coi là trạng thái tiền ung thư. Theo dõi các trường hợp dị sản ruột một thời gian dài 8 đến 25 năm cho thấy có khoảng 10% tiến triển thành ung thư. Đặc biệt, loạn sản có nguy cơ ung thư rất cao. Những loạn sản nặng hầu như phát triển thành ung thư sau thời gian 1 đến 2 năm. Loét dạ dày, những loét mạn tính kéo dài lâu năm nhất là ở bờ cong nhỏ và loét sơ chai có khả năng ác tính hóa cao nhất, trung bình khoảng 7 đến 10%. Sau cắt đoạn dạ dày, phần còn lại có nguy cơ cao. Tỷ lệ ung thư mỏng cụt dao động 1 đến 16%, tỷ lệ bệnh tăng theo thời gian sống sau mổ của bệnh nhân. Người ta cho rằng trào ngược dịch ruột là yếu tố quan trọng nhất vì sự tác động của liên tục của dịch trào ngược sẽ gây nên những biến đổi ở niêm mạc dạ dày như viêm teo, dị sản ruột, loạn sản. Sau cắt bỏ đoạn dạ dày còn gây nên giảm toan, vi khuẩn tại chỗ phát triển tạo điều kiện thuận lợi để nitrit qua trong thức ăn chuyển thành nitrosamine, polyp ưu tuyến. Khả năng trở thành ung thư của polyp ưu tuyến rất cao, trung bình tới 30%, và đây là con đường phổ biến dẫn tới ung thư xâm nhập. Vai trò của Helicobacter pylori, căn cứ vào số liệu dịch tễ học đã được công bố vào trong những năm gần đây, WHO vào năm 1994 đã sắp xếp Helicobacter pylori vào nhóm 1 những tác nhân gây ung thư dạ dày ở người. Tỷ lệ nhiễm Helicobacter pylori tương ứng một cách chặt chẽ với ung thư dạ dày và việc giải quyết vấn đề nhiễm Helicobacter pylori sẽ dẫn tới việc giảm tỷ lệ ung thư dạ dày. Tuy nhiên, hiện nay vẫn có những vấn đề chưa được giải đáp rõ ràng về mối liên quan thực sự giữa Helicobacter pylori và ung thư dạ dày. Yếu tố di truyền. Người ta nhận thấy có một số chủng tộc tỷ lệ mắc ung thư dạ dày cao. Người có nhóm máu A cũng có nguy cơ bệnh cao hơn so với các nhóm máu khác. Đặc biệt, người có họ hàng gần gũi với các người bị ung thư dạ dày, khả năng bị bệnh của họ cao hơn so với những người khác. Tuy nhiên, không chỉ có 4% số bệnh nhân ung thư dạ dày có tiền sử gia đình mắc bệnh này. Các cơ chế phân tử cơ bản về mặt di truyền và môi trường trong việc thúc đẩy ung thư phát triển còn chưa được xác định rõ ràng. Về hình thái học, mọi vị trí của dạ dày đều có thể phát triển thành ung thư, nhưng hay gặp nhất là vùng hang môn vị, thứ hai là bờ cong nhỏ phần đứng, sau đó là tâm vị và ít gặp hơn ở bờ cong lớn, đáy dạ dày và mặt trước, mặt sau. Theo tài liệu thống kê của nhiều tác giả cho thấy ung thư vùng hang môn vị chiếm 50-60%, bờ cong nhỏ 20-30%, tâm vị là 10-20%, bờ cong lớn đến khoảng 2-5%, thể xâm nhập lan tỏa toàn dạ dày 4-10%. Trong số 1.908 trường hợp ung thư dạ dày đã được mổ tại Bệnh viện Việt Đức, ung thư vùng hang môn vị chiếm 62%, bờ cong nhỏ là 25%, tâm vị là 7,5%, bờ cong lớn 0,5% và không xác định rõ là khoảng 2%. Về số lượng, ung thư dạ dày, ung thư thường chỉ có một ổ, tuy nhiên cũng có trường hợp nhiều ổ. Trường hợp này, các ổ ung thư đứng tách biệt, không phụ thuộc vào nhau, kích thước nhỏ, to nhỏ khác nhau. Loại nhiều ổ chiếm 1-8% về đại thể u có dạng polyp. Vì vậy, người ta cho rằng bệnh đa polyp dạ dày là cơ sở sinh ra thể ung thư nhiều ổ. Đại thể, ung thư dạ dày sớm. Những u có kích thước không quá 3 cm, sự xâm lấn được giới hạn chủ yếu ở niêm mạc hoặc dưới niêm mạc nhưng chưa xâm nhập vào lớp cơ được coi là ung thư dạ dày giai đoạn sớm. Nói chung, ung thư chưa có di căn cũng có ít trường hợp đã di căn. Năm 1962, Hiệp hội Nội soi tiêu hóa Nhật Bản dựa trên cơ sở kinh nghiệm soi dạ dày ống mềm và nghiên cứu mảnh dạ dày cắt bỏ qua phẫu thuật đã phân tích ung thư sớm thành 3 tuýp. Ngày nay, phân loại này đã được quốc tế công nhận và nhiều nước đã áp dụng. Tuýp 1, tuýp lồi. U đã phát triển lồi lên
nổi lên trên bề mặt niêm mạc dạ dày có dạng polyp, dạng cục hay nhú nhung mao. Tuyếp một gặp khoảng 20%. Tuyếp 2, tuyếp phẳng được chia làm 3 nhóm nhỏ. Lia phẳng gồ, tổ chức u phát triển ở niêm mạc tạo thành một mảng nhỏ hơi gồ lên, ranh giới rõ và chỉ cao hơn một chút so với niêm mạc xung quanh. 2B phẳng dẹt, tổ chức phát triển ở niêm mạc dạ dày mảng nhỏ hơn, chắc hơn và tương đối phẳng. Mảng nhỏ hơi chắc và tương đối phẳng so với niêm mạc bình thường xung quanh và lại có phân biệt trên nội soi, trừ một vài thay đổi về màu sắc. Tổn thương thường được phát hiện khi quan sát cẩn thận mảnh dạ dày sau phẫu thuật. 2C phẳng lõm, vùng u hơi lõm xuống thấp so với niêm mạc xung quanh. Lõm có thể do tổ chức bị hoại tử loét, bề mặt được phủ bởi lớp dịch phù tơ huyết mỏng. Tuyếp 2C gặp nhiều nhất khoảng 30 đến 50%. Cranen MI năm 1991 gặp 38,7%. Sakitati năm 1991 gặp 45%. Tuyếp 3, tuyếp lép, tổn thương có độ sâu tương đối rõ, loại này gặp khoảng 20-40%. Tuyếp 3 thường kết hợp với các tác nhân của nhóm tuyếp 2. Đặc điểm của ung thư dạ dày sớm về đại thể là tương đối mềm nên khó sờ nắn thấy và quan sát được bệnh phẩm còn tươi. Nhưng sau khi cố định bằng dung dịch cố định phóc môn, tổn thương hiện lên khá rõ rệt và nhận biết dễ dàng hơn. Ung thư dạ dày giai đoạn muộn, khối u thường có kích thước lớn, phát triển xâm nhập vào lớp cơ thành dạ dày, có thể tới thanh mạc và xâm lấn tại các tạng lân cận và cho di căn. Ở giai đoạn muộn, phân loại đại thể đôi khi có khó khăn vì cả ba trường hợp tổn thương phùi, loét, xâm nhập thường xen kẽ nhau, tùy theo tổn thương nào chiếm ưu thế, người ta chia thành các loại dưới đây. Ung thư thể sùi, tổn thương u có giới hạn rõ, phát triển chủ yếu luôn vào trong dạ dày, u phát triển dạng như một polyp co cuống hoặc từ một polyp có sẵn có thoái hóa thành ung thư. Bề mặt u có những nhú nhỏ, rào huyết quản và có thể có những chấm loét nhỏ nên rất dễ chảy máu. Trường hợp khối u tương đối lớn có chân đế rộng thường tạo thành khối hình tròn hay hình nấm. Đặc biệt khi u to có thể chiếm một phần khá lớn bề mặt dạ dày với những khối sùi nhiều thùy kiểu súp lơ và không đều, có các khe rãnh và chỗ lồi lõm do quá trình hoại tử và chảy máu xen kẽ tạo ra mùi hôi thối. Ung thư thể loét hay gặp nhất, chiếm trên 50% các triệu chứng, bao gồm các dạng sau: ung thư loét hóa, u thường lớn hình đĩa, đường kính có thể 8-10 cm, loét ở trung tâm do tổ chức u kém được nuôi dưỡng bị hoại tử tạo nên. Bào ổ loét là tổ chức ung thư nổi gồ cao chắc, đáy ổ loét mô ung thư xâm nhập vào thành dạ dày, có thể tới thanh mạc, mật độ chắc. Tổn thương loét thường rộng hay có chảy máu với bội nhiễm viêm nên mùi hôi thối. Loét ung thư hóa, ung thư phát triển trên cơ sở một loét dạ dày mãn tính, nhất là ở những vết loét lớn, loét sơ chai. Do đó, ngoài tổn thương u còn có những đặc điểm của loét mãn tính, bào loét gồ ghề, sần sùi, có những cục nhỏ, mật độ chắc, màu trắng xám. Mô ung thư chiếm một phần hay bao quanh toàn bộ ổ loét. Ung thư thể xâm nhập, khối u phát triển có đặc tính xâm nhập lan rộng, có đặc tính xâm nhập và lan rộng vào thành dạ dày sớm ngay từ giai đoạn đầu. U gồm hai thể sau: ung thư loét xâm nhập, khối u đồng thời vừa có loét vừa có xâm nhập, loét không có giới hạn, bờ loét dẫn với niêm mạc bên cạnh, đáy loét xâm lấn thành dạ dày làm cho cả một vùng rộng trở lên dạng chắc, mất khả năng nhu động. Loại này tiên lượng xấu, thường cho di căn sớm. Ung thư sơ đét khi mới phát triển và ở thể đơn thuần có thể chẩn đoán nhầm, người ta cảm tưởng là mọi lớp của vách dạ dày vẫn còn nguyên vẹn, chỉ dày lên như xâm nhập dạng viêm kiểm sơ hóa. Khi ung thư phát triển, vách dạ dày dày lên như bìa, có khi tới 2-3 cm, chắc như mo cong, làm cho một phần lớn hay toàn bộ dạ dày co lại, có thể thu nhỏ hình chiếc chai hay hình bít tất ngắn. Niêm mạc có những nếp nhăn thẳng song song và những vết xước hay những vết nhỏ, có thể những vùng sùi dạng polyp, có thể có những vùng sùi dạng polyp hình thái xâm nhập ít khi chỉ khu trú một đoạn ngắn của dạ dày. Qua mặt cắt có phân biệt được các lớp nhưng dày sơ hóa màu trắng đặc biệt. Xâm nhập thanh mạc biểu hiện bằng các hạt nhỏ, có thể gây dính nhiều vào các cơ quan kế cận. Ở vùng tâm vị, thể ung thư thùi có thể phát triển lên trên vào thực quản. Ở hang vị thường gặp thể xâm nhập hay loét vào tổ chức u hình như bị chặn lại ở lỗ môn vị hơi nơi niêm mạc dạ dày, nơi niêm mạc đại tràng bắt đầu. Bờ cong nhỏ hay gặp thể loét, còn ở hai mặt, nhất là bờ cong lớn hay gặp thể sùi. Về mặt vi thể, xác định ung thư dạ dày về vi thể không có căn, nhưng phân chia loại mô học ung thư rất phức tạp, chúng có thể rất khác nhau và đa dạng.
Có loại mô học được sử dụng rộng rãi hơn là phân loại của Lorenz năm 1965 và phân loại của WHO năm 1977. Phân loại của Lorenz gồm hai tuýp chính là tuýp ruột và tuýp lan tỏa. Còn phân loại của WHO gồm 5 tuýp: ung thư biểu mô tuyến, ung thư biểu mô không biệt hóa, ung thư biểu mô tuyến vảy, ung thư biểu mô tế bào vảy, ung thư biểu mô không xếp loại, ung thư biểu mô tuyến. Ung thư biểu mô tuyến tương ứng với tuýp 1 tuýp ruột trong loại phân loại của Lorenz, một ung thư có cấu trúc tuyến và lòng rộng hoặc hẹp với số lượng bất kỳ gồm 3 tuýp nhỏ. Ung thư biểu mô tuyến nhú, tế bào u sắp xếp thành hình tuyến, có các nhú chi nhánh có trục liên kết phát triển vào trong lòng tuyến, tế bào u hình trụ khay vuông tương đối đều nhau, chúng cũng có thể có biểu hiện đa hình thái tế bào và nhân. Ngoài các cấu trúc nhú chiếm ưu thế, còn có thể gặp hình tuyến ống. Ung thư biểu mô tuyến ống, tế bào u sắp xếp tạo thành hình tuyến ống chỉ là chính. Khi cắt ngang tuyến có kích thước khác nhau, lòng tuyến có thể giãn rộng thành nang, chế tế bào u hình trụ hoặc hình vuông. Khi tuyến giãn rộng chứa chất nhầy, tế bào trở nên thấp dẹp. Quanh các tuyến ung thư thường có mô liên kết bao dọc, bao bọc. Ung thư tuyến mô, ung thư biểu mô tuyến nhảy, mô ung thư có một lượng lớn chất nhầy. Chất nhầy này chứa đầy trong lòng tuyến làm cho lòng tuyến giãn rộng và tràn cả vào mô đệm. Có trường hợp không có hình tuyến rõ rệt, tế bào u tập trung thành đám hay thành dải vòng cung, tất cả như bơi trong bể chất nhầy. Trong trường hợp này thường có một số lượng lớn tế bào hình nhân nhất định. Ung thư tế bào nhẫn, tế bào ung thư có thể tụ tập thành đám nhưng thường tách rời nhau và phân tán trong bể chất nhầy do tế bào chế ra. Tế bào u căng tròn, chất nhầy đẩy nhân lệch về một phía, trông giống như chiếc nhẫn. Trong phân loại của Lorenz, ung thư tế bào nhẫn xếp vào nhóm lan tỏa. Còn phân loại của WHO xếp vào nhóm ung thư tế bào biểu mô tuyến. Vì dựa trên các nghiên cứu về mô hóa học, mô men học và tạo mô học, nhận thấy ung thư tế bào nhẫn có nhiều đặc điểm giống với ung thư tế bào biểu mô tuyến. Ung thư biểu mô không biệt hóa. Loại này về cấu trúc, tế bào ung thư không sắp xếp tạo thành hình tuyến, chúng tập trung thành đám lớn hoặc thành ổ, thành bè hay phân tán rải rác trong mô đệm có tổ chức liên kết sơ rất phát triển. Các tế bào u có thể gợi lại tế bào biểu mô dạ dày hoặc khác biệt hoàn toàn. Một số trường hợp tế bào u tròn nhỏ, tương đối đồng đều, tương tự tế bào lympho. Một số khác tế bào u rất đa hình thái, nhân to nhỏ, đa dạng, nhiều nhân quái và nhân chia không điển hình. Ung thư biểu mô tuyến và ung thư biểu mô không biệt hóa là hai loại hay gặp nhất. Trong đó, ung thư biểu mô tuyến thường có tỷ lệ cao hơn. Trên hình ảnh mô bệnh học, khi mô ung thư chiếm ưu thế, mô đệm nghèo nàn và thưa thớt, ta có ung thư dạng não. Ngược lại, khi mô đệm nhiều, đặc biệt là tổ chức liên kết sơ rất phát triển, mô ung thư ít và phân tán, gọi là ung thư thể sơ hóa. Thể sơ hóa hay gặp trong ung thư dạ dày sơ đét. Ung thư biểu mô tuyến vảy là thể u hiếm, cấu trúc gồm mô tuyến và mô tế bào vảy. Tuyến do các tế bào hình trụ hoặc vuông sắp xếp tạo thành, mô tế bào vảy quanh các tuyến gồm nhiều hàng lớp. Ung thư biểu mô tế bào vảy là ung thư rất ít gặp ở dạ dày, tế bào tập trung thành từng đám giống biểu mô lát của biểu bì, hay gặp ở tâm vị khu vực gần thực quản, cũng như có thể thấy ở hang vị, môn vị. Người ta cho rằng u thường phát triển trên cơ sở ổ biểu mô vảy lạc chỗ hay từ những ổ dị sản tế bào vảy ở dạ dày hoặc từ thực quản lan vào dạ dày. Ung thư tế bào không xếp loại, tế bào u và cấu trúc u không giống với các dạng đã được mô tả, do đó không thể xếp chúng vào một trong những thể ở trên được. Tổn thương niêm mạc dạ dày ngoài vùng ung thư, niêm mạc dạ dày vùng ung thư tổn thương viêm thông thường hay gặp hơn cả là viêm mạc tính teo và thường ở thể hoạt động. Các tuyến có thể bị giãn, phì đại hoặc biến đổi dị sản ruột vạn sản. Dị sản ruột có thể thấy ở 70-80% trong dạ dày ung thư. Vạn sản cũng có một tỷ lệ tương tự. Trên cơ sở nghiên cứu, người ta nhận thấy rằng ung thư dạ dày không bao giờ phát sinh trên một niêm mạc dạ dày hoàn toàn bình thường. Viêm dạ dày mạn tính teo tuyến thực kết hợp với dị sản ruột, vạn sản làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày. Về quá trình tiến triển, ung thư dạ dày có thể phát triển theo nhiều giai đoạn, có 3 cách phân loại chủ yếu. Phân loại của Goodman và Ivan Bertrand. Giai đoạn 0, ung thư tại chỗ. Giai đoạn 1, ung thư xâm lấn nông chỉ ở niêm mạc. Giai đoạn 2, ung thư xâm lấn hạ niêm mạc. Giai đoạn 3, ung thư xâm lấn lớp cơ và thanh mạc. Giai đoạn 4, ung thư di căn hạch. Phân loại của Đốc đề nghị cho ung thư đại tràng cũng được áp dụng cho ung thư dạ dày. Giai đoạn 1, ung thư ở nông trên niêm mạc. Giai đoạn 2, ung thư đã xâm nhập vào các lớp vách. Giai đoạn 3, ung thư đã di căn hạch. Phân loại theo hệ thống TNM. T, khối u. T1, ung thư phát triển ở niêm mạc và xâm nhập vào hạ niêm mạc. T2, ung thư xâm nhập vào lớp cơ và lan rộng chiếm 1/2 dạ dày, dưới 1/2.
T3, ung thư xâm nhập vào lớp cơ và lan rộng trên 1/2 dạ dày nhưng chưa xâm lấn vào các tạng lân cận. T4, ung thư chiếm 1/2 dạ dày và xâm lấn vào các tạng lân cận. N, hạch bạch huyết. N10, chưa có di căn vào hạch bạch huyết dạ dày. N1, chỉ có di căn vào hạch bạch huyết quanh dạ dày. N2, di căn vào hạch bạch huyết dọc động mạch và phía trái dạ dày, động mạch can trung, động mạch lách và vào hạch ở dọc dây chằng gan tá tràng và vào các hạch bạch huyết mà khi có phẫu thuật còn có khả năng lấy được. N3, di căn vào hạch ở dọc động mạch chủ, động mạch mạc treo, động mạch chậu và các hạch mà khi phẫu thuật không có khả năng lấy được. M, di căn xa. M0, chưa có di căn xa. M1, có di căn xa. Như loại ung thư khác, ung thư dạ dày cũng tiến triển theo 3 giai đoạn. Lan tại chỗ. Ở giai đoạn sớm, mô ung thư chỉ khu trú ở niêm mạc và hạ niêm mạc. Ở giai đoạn muộn, xâm nhập vào lớp cơ, có thể tới thanh mạc của vách dạ dày. Lan theo đường kế cận. Lan theo đường kế cận, đây là một kiểu tiến triển đặc biệt. Ung thư xâm lấn vào mạc nối có thể lan đến cuống gan, vách đại tràng và một số trường hợp lan vào cuống lách hoặc lan ra mặt sau vùng tụy, làm cho phẫu thuật cắt bỏ ung thư không thực hiện được. Lan toàn thân là di căn theo đường máu vào đường bạch huyết, hạch khu vực rất dễ bị xâm lấn. Những trường hợp can thiệp phẫu thuật, 58 đến 80% đã có di căn vào hạch quanh dạ dày. Còn trên tử thi, ở những bệnh nhân vào giai đoạn muộn không phẫu thuật được, gần như 100%. Ung thư dạ dày cũng thường cho di căn ở các hạch ở xa, hay gặp hơn cả là hạch thượng đoàn, hạch cổ, hạch dọc động mạch chủ, hạch trung thất. Ngoài hạch, ung thư dạ dày còn có thể di căn vào tất cả các cơ quan, trong đó hay gặp nhất là gan và giảm dần theo thứ tự từ phổi, màng phổi, thượng thận, xương, tuyến giáp và da. Một vị trí đáng chú ý trong các di căn nội tạng là vào một hoặc cả hai bên buồng trứng, dù là không phổ biến, thường được coi là một u đặc biệt. U Krukenberger do Krukenberger mô tả lần đầu ở năm 1896. U có vỏ bọc, mặt trơn nhẵn, mật độ hơi chắc, diện cắt có nhiều màu sắc, có nhiều ổ chảy máu, hoại tử, thoái hóa nhầy. Mô u gồm những tế bào dạng chế nhầy, nhiều khi hình nhẫn, đôi khi có cấu trúc tuyến biệt hóa hoặc giống ung thư biểu mô dạng ruột của buồng trứng. Liên hệ lâm sàng. Về triệu chứng, ung thư biểu mô dạ dày là một bệnh thầm lặng, nói chung thường diễn biến không có triệu chứng cho tới khi đã muộn. Các triệu chứng gồm có sút cân, đau bụng, chán ăn, nôn, các thói quen về ăn uống thay đổi. Ít gặp hơn là các triệu chứng rối loạn nuốt, thiếu máu và xuất huyết. Khi các khối u lớn, nhất là ở môn vị hay tiền môn vị sẽ gây chít hẹp. Cuối cùng, bệnh nhân tử vong thường do suy mòn gây nên. Chẩn đoán, có nhiều phương pháp để chẩn đoán và việc phát hiện sớm ung thư dạ dày là vô cùng quan trọng. Phương pháp nội soi. Ngày nay, nhờ sự ra đời và cải tiến không ngừng của các máy nội soi dạ dày ống mềm đã giúp chẩn đoán ung thư dạ dày ngày càng chính xác hơn và đã phát hiện được ung thư ở giai đoạn sớm. Ở Nhật Bản, nơi nội soi cho toàn bộ nhân dân qua các chương trình chiếu lên màn hình tại chỗ đã chẩn đoán được ung thư dạ dày giai đoạn sớm, chiếm khoảng 35% các trường hợp ung thư dạ dày mới được phát hiện. Ở châu Âu và Mỹ, nơi mà nội soi rất phổ biến, nhưng ung thư dạ dày mới phát hiện được 10 đến 15% trong các trường hợp ung thư dạ dày. Ở nước ta, hiện nay nhiều bệnh viện đã có máy nội soi, việc chẩn đoán ung thư dạ dày có nhiều tiến bộ, nhưng ung thư dạ dày còn ít được phát hiện sớm. Phương pháp tế bào học trải qua máy nội soi và tế bào học mảnh sinh thiết được áp dụng phổ biến hơn cả. Các phương pháp này đơn giản, rẻ tiền và cho kết quả nhanh, một độ chính xác tới 80 đến 85%. Phương pháp mô bệnh học sinh thiết. Khi soi dạ dày kết hợp với sinh thiết làm xét nghiệm mô bệnh học là phương pháp không thể thiếu được trong chẩn đoán ung thư dạ dày, đặc biệt là trong phát hiện ung thư giai đoạn sớm. Để nâng cao hiệu quả chẩn đoán ung thư dạ dày, người ta thường kết hợp hai hoặc ba phương pháp với nhau như phương pháp nội soi tế bào trải sinh thiết tế bào trải hoặc nội soi sinh thiết tế bào trải. Kết quả chẩn đoán đạt từ 90 đến 97%. Điều trị chủ yếu điều trị bằng phẫu thuật. Về tiên lượng bệnh, vì tiên lượng ung thư dạ dày phụ thuộc vào độ sâu của sự xâm lấn phạm vi khoảng cách của các di căn hạch và di căn xa, các tuyến mô học, tỷ lệ sống thêm 5 năm sau điều trị phẫu thuật đối với ung thư dạ dày sớm là 90 đến 95%. Ngược lại, với ung thư giai đoạn muộn, tỷ lệ sống thêm 5 năm vẫn dưới 10%. Thùng trăng. Bệnh của tụy.
Viêm tụy luôn kết hợp với tổn thương tế bào tuyến tụy, bao gồm viêm tụy cấp phù và viêm tụy cấp chảy máu có tổn thương hoại tử chảy máu lan rộng. Viêm tụy mạn là một quá trình viêm liên tục hoặc tái phát của tụy khi điển hình gây đau và dẫn tới tổn thương không hồi phục, hư hại chức năng vĩnh viễn. Viêm tụy cấp, triệu chứng đặc trưng là đau bụng và các enzym tụy chủ yếu là amylase và lipase ở trong máu hoặc nước tiểu. Bệnh thường xảy ra ở tuổi trung niên, đa số trường hợp có kết hợp bệnh đường mật và nghiện rượu, hay gặp ở nam giới hơn nữ giới. Khoảng 10-20% số bệnh nhân không tìm được rõ nguyên nhân. Viêm tụy cấp phù về mặt đại thể, tụy sưng căng phù màu nhợt, mặt ngoài có những chỗ phồng trong mờ. Phù có thể chỉ ở tụy hay lan ra mô liên kết quanh tụy mạc nối. Trong ổ bụng có thể thấy ít nhiều loại dịch thanh dịch hoặc lẫn máu. Những tổn thương này được coi là giai đoạn mới của viêm tụy cấp. Về vi thể, tổn thương rõ và chiếm ưu thế ở khoảng kẽ, nước phù nhiều, khuếch tán các vách liên tiểu thủy, xâm nhập vào cả các túi tuyến xong chưa thấy có xâm nhập bạch cầu, xung huyết bao giờ cũng mạnh, các tế bào biểu mô mới thoái hóa nhẹ, đôi khi thấy tổn thương nặng hơn như chảy máu trong nhu mô, ổ nhồi máu nhỏ, thậm chí có hoại tử mỡ tế bào kín đáo. Viêm tụy cấp hoại tử chảy máu. Viêm tụy cấp phù không được chẩn đoán và điều trị kịp thời sẽ chuyển sang giai đoạn hoại tử chảy máu với những tổn thương nặng nề. Về giải phẫu bệnh, điển hình là các vết đến màu vàng sáng hay trắng đục, đường kính vài mm, qua diềm chảy máu nằm trên mặt núi, mặt treo, thành phúc mạc, ổ bụng chứa thanh dịch máu hoặc máu, ít nhiều tùy trường hợp. Tụy to, phong huyết, diện ngoài và mặt cắt không đều, chỗ có những chấm vàng nhạt, chỗ có những đám xám, chỗ là những đám chảy máu nhỏ, đôi khi ranh giới rõ, giống ổ tụ máu, các chấm vàng tương ứng vùng tổn thương hoại tử mỡ tế bào. Các đảo xám tương ứng ổ hoại tử túi tụy, đảo Langerhans, các đám chảy máu liên quan vùng tràn máu ra khoảng kẽ, hoại tử mỡ, hoại tử các tiểu thủy tụy bao gồm cả tụy nội, tụy ngoại tiết, hoại tử mạch máu gây chảy máu kèm phản ứng viêm làm bốn nhóm tổn thương đang xen nhau, hầu như không bao giờ thiếu về vi thể. Ngoài tổn thương bụng và tụy, có thể thấy một số tổn thương khác làm cho viêm tụy cấp hoại tử chảy máu mang tính chất của một bệnh toàn thể. Các ổ hoại tử mỡ không chỉ khu trú ở ổ bụng mà có thể gặp ở hạ bì thành bụng trước, trong bao mỡ của thận, trong tủy xương của bộ xương, trong chất trắng của não hoặc ở nơi khác nữa. Ở ngực cũng có thể thấy mô mỡ của trung thất, trên màng tim, màng phổi rải rác các ổ hoại tử mỡ tế bào kết hợp tràn thanh dịch máu. Ở gan và thận, bên cạnh các vùng hoại tử dạng nhồi máu, có thể thấy tổn thương thoái hóa ít nhiều do của tế bào gan, các ống lượng của thận. Những tổn thương gan, thận này có liên quan tới tiêu máu do các sản phẩm tiêu đạm của tụy. Về quá trình tiến triển, ngày nay nhà chẩn đoán bệnh có thể rất sớm, ngay trong giờ đầu tiên, nên tổn thương tụy cấp có thể phục hồi hoàn toàn. Đối với thể rất nặng hoặc tối cấp, diễn biến bệnh chỉ vài ngày, thậm chí chỉ vài giờ dẫn đến tử vong. Do tổn thương lan rộng không thể tổ chức hóa được nên khi khám nghiệm tử thi không chỉ thấy tụy bị phá hủy gần hoàn toàn mà cả gan hay thận đều sưng to, đôi khi còn cả loét dạ dày tá tràng. Nếu tổn thương tụy chỉ khu trú, khả năng tổ chức hóa có thể thực thi ở quanh các ổ tổn thương, hình thành viêm hạt, đại thực bào hoạt động có hiệu quả để thu dọn mô hoại tử. Tiếp đó, mô sơ phản ứng làm sẹo dẫn tới viêm tụy mạn, một số tổn thương canxi hóa, một số ổ khác không tiêu hết, đôi khi chúng biến thành u nang giả và nếu lớn là di chứng đáng ngại. Những thể bán cấp hay tái phát có thể gây viêm mủ. Các vết nến cũng trở nên vàng xỉn, xám nhạt và được tiêu dần nếu chúng không cứng lại, có thể giống đá. Về bệnh căn bệnh sinh, người ta cho tổn thương xảy ra ở phần lớn do chức năng của tụy ngoại tiết bị rối loạn. Sự hủy hoại mô tụy xem như là hậu quả của sự giải phóng và hoạt hóa các enzyme của hệ thống tuyến và ống tụy, cả ở tụy lẫn khu vực và toàn thân, đều giải thích tính khuếch tán của tổn thương. Trypsin phân hủy protein gây hoại tử tiểu thủy tụy, lipase thủy phân mỡ trung tính gây hoại tử mỡ tế bào, huyết khối ở mạch nơi tiếp xúc hay kẽ tổn thương coi như thứ phát và xuất hiện chậm hơn. Cơ chế của sự giải phóng và hoạt hóa các enzyme nêu trên đã được giải thích bằng một số thuyết như thuyết tiểu quản, nhiều thực nghiệm nhằm tạo ra viêm tụy cấp hoại tử chảy máu cho chất kích thích hoặc chất ăn mòn vào ống Wilson, thắt ống tiết để làm tóc, tiêm dịch dưới áp suất vào trong tiểu quản, tạo mật ngực trong dòng ống Wilson. Kết quả được chứng minh rõ khi phối hợp chất kích thích với tăng áp,
Tổn thương bao giờ cũng bắt đầu từ mô liên kết quanh tuyến nang. Trên lâm sàng có thể thấy tắc ống kết hợp viêm tụy cấp. Ví dụ cụ thể nhất là sỏi mật kẹt trong bóng Walter từ cọ, nhưng còn những nhiều trường hợp tắc giải phẫu tương tự không gây ra hoại tử chảy máu tuyến. Sự ứ đọng tiểu quản thường chỉ gây tổn thương viêm mạng. Nhiều bệnh nhân viêm tụy cấp không có chướng ngại về thực thể trong rối loạn chức năng. Vì vậy, thuyết tiểu quản không đầy đủ để cắt nghĩa. Thuyết về mạch không thực nghiệm được thành công trên súc vật, không bao giờ đạt kết quả thỏa đáng bằng thất mạch, tối đa chỉ có thể gây sung huyết, phù, tràn máu vào mô liên kết, hiếm có hoại tử và không rộng. Ở người có thể thấy hai loại hiện tượng, một là ở tụy tổn thương thường hay có huyết khối tiểu động mạch và tiểu tĩnh mạch. Các thân tĩnh mạch lớn có thể bị tắc như tĩnh mạch lắt, tĩnh mạch chủ, tĩnh mạch mạc treo. Từ đó, qua hoại tử tụy là thứ phát, nó giống như nhồi máu chảy máu, song điều này cũng ít thuyết phục vì huyết khối các thân mạch to ít khẳng định để gán cho nó vai trò quyết định. Các tắc mạch trong nhu mô hiển nhiên là thứ phát vì nó có thể xảy ra ở trong hoặc gần bất cứ ổ viêm nào. Hai là có sự kết hợp giữa viêm tụy chảy máu và rối loạn tim mạch, nhồi máu cơ tim, sơ cứng động mạch, viêm động mạch chủ, phình mạch, tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Song sự kết hợp này chỉ xảy ra ở một số bệnh nhân, thường không có vai trò gì, nhất là ở người trẻ. Thuyết về mạch do đó cũng kém thuyết phục. Thuyết dị ứng dựa trên hiện tượng ở các con vật đã mẫn cảm với huyết thanh ngựa có thể gây ra được hoại tử chảy máu tụy bằng cách tiêm lần từ hai huyết thanh vào động mạch tụy tá tràng hoặc vào trong nhu mô tuyến. Điều đó có nghĩa là tái hiện hiện tượng Arthur. Người ta cũng có thể tái hiện hiện tượng Snarelli và Squamous bằng dịch lọc vi khuẩn. Vai trò của hệ thần kinh và mao mạch trong việc xác định những tổn thương như vậy là từ một số phương pháp thực nghiệm. Tiêm histamine vào bao tụy có thể gây ra các tổn thương nhu mô ít nhiều giống nhau trong viêm tụy cấp, phù hay chảy máu. Thuyết dị ứng có những lý lẽ vững chắc, song vì điều kiện thực nghiệm quá đặc biệt và ở người, việc kết hợp bệnh với những biểu hiện dị ứng lại hiếm gặp nên ý nghĩa giải thích của thuyết dị ứng cũng bị hạn chế nhiều. Thuyết thần kinh dùng thực nghiệm để chứng minh vai trò của hệ thống tự quản, kích thích thần kinh tạng trái, hạch sau, hạch rau cảm ngực, hạch tuyến tiền liệt, bàng quang, thần kinh, gây chấn thương não trung gian để tạo ra các ổ chảy máu ở tụy và các tạng kề bên. Trong bệnh học người, khó có thể dựa trên các dữ liệu lâm sàng để làm nền cho thuyết thần kinh. Tuy nhiên, một số bệnh án có vẻ biện hộ cho thuyết này, đó là một số trường hợp viêm tụy chảy máu theo sau can thiệp phẫu thuật ở bụng và thất và nhất thiết có công kích các phần tử của hệ thống tự quản. Sự công kích này dẫn đến các rối loạn vận mạch kèm chảy máu trong mô liên kết cổ tụy. Như vậy, không có thuyết nào tự đó giải thích được thỏa đáng mọi hiện tượng mà là sự kết hợp của nhiều yếu tố đã gây ra tổn thương viêm tụy có mức độ quan trọng tùy trường hợp. Cho đến nay, sinh bệnh học của viêm tụy cấp cũng chưa được làm sáng tỏ hoàn toàn. Một sơ đồ được nhiều người tham khảo là sơ đồ của Robin trong cuốn Cơ sở bệnh học của bệnh tật xuất bản năm 1994 về sinh học bệnh của viêm tụy cấp. Viêm tụy mạn, bệnh đặc trưng bằng sự hủy hoại dần dần của tụy kèm sơ hóa không đều và viêm mạn. Với lâm sàng, rối loạn thường biểu hiện bằng đau bụng dai dẳng hay tái diễn và nếu không đau có suy tụy nội hoặc ngoại tiết. Trước đây, viêm tụy mạn chỉ chẩn đoán được khi mở bụng hay sau khám tử thi. Ngày nay có thể xác định chẩn đoán lâm sàng nhờ nhiều tiến bộ về sinh học và phương pháp ghi hình ảnh. Về đại thể có nhiều hình thái. Thứ nhất là thể loang tỏa, tụy to, sung huyết, chắc, mặt nổi hạt do các tiểu thùy nổi rõ hơn, đôi khi nhu mô tụy cứng, mật độ không đều, vùng phúc mạc tiếp xúc có những dải trắng nhạt và những chấm sáng nhạt do các ổ hoại tử mỡ tế bào xéo hóa. Tụy bị dính vào các cơ quan lân cận, cũng hay thấy các hạch to sau tụy hoặc sau tụy lách. Đối lập loại tụy to có thể thấy viêm tụy mạn teo tuyến tụy cứng, hơi nổi gồ nhỏ hoặc thu nhỏ như một lưới sơ. Thể khu trú, nếu ở thân hay đuôi tụy có thể mổ cắt bỏ, thường hay gặp viêm đầu tụy, khi thì đầu tụy cương tụ, chắc, sung huyết, có hạch to kề bên, khi nó lại to ra màu xám nhạt như bị nhồi những nhân rắn cứng như gỗ. Thể này là yếu tố chèn ép tạng đe dọa phần tuyến ở phía trên, có thể gây biến chứng hẹp ống mật chủ với hoàng đảm ứ mật. Chẩn đoán phân biệt với ung thư thường khó, cần làm sinh thiết. Thể giả u nang có thể thấy ở bất kỳ chỗ nào của tụy, thường u không quá nhiều, cỡ thay đổi, có khi đường kính tới 20 đến 25 cm. Nếu nhỏ, u chỉ nổi gồ ở mặt ngoài tụy. Nếu to, u có xu hướng lồi ra ngoài, thường gặp u nang ở mặt trước, giữa dạ dày đại tràng,
giới hạn bởi bao sơ sám nhạt có thể dính các cơ quan kề cận. Đôi khi thấy có thông giữa lòng nang với ống nguyên xương, phần còn lại của tụy không nhất thiết phải tổn thương rõ rệt. Thường gặp một số gai khác như đảo hoại tử mỡ kích thước nhỏ, các giải sơ, các lắng đọng canxi, thay đổi của ống tiết. Ống vô xăng có thể giãn rộng, nhất là ở phần thân và đuôi khi có viêm tụy phần đầu, giãn không đều khi kiểu dạng hạt, đôi khi nhu mô kế cận cũng có những u nang nhỏ sinh ra từ ống bậc hai. Các ống giãn và các u nang nhỏ này thường chứa những lắng đọng nhầy. Có thể có sỏi và thể canxi hóa. Tụy có thể chứa sỏi, đôi khi có một sỏi nhưng bình thường có nhiều. Hình thái sỏi thay đổi, đường kính từ vài mm đến nhiều cm, nặng từ vài mg đến hơn 100 g, hình tròn, nhẵn hoặc xù xì, không đều, có các mặt hoặc hình nhánh san hô, màu trắng, nâu đen hoặc lam nhạt, mật độ cứng hay mủn, diện cắt thuần nhất hay lát tầng, có nhân trung tâm bản chất hữu cơ. Thành phần hóa học trước hết là phosphat, carbonat canxi, sau đó mới là muối magiê, một lượng nhỏ cholesterol và axit amin. Sỏi nằm ở ống ven xương hoặc các nhánh của nó, khu trú ở đầu tụy hoặc giải rác khắp tụy, nằm tự do trong ống đã giãn hoặc căm vào vách ống đúc khuôn bên trong vách này, kèm giãn ngược dòng, đôi khi tạo ra u nang thực sự, nhu mô tụy teo và sơ. Về vi thể, tổn thương đa dạng, mức độ khác nhau, liên quan tụy nội và ngoại tiết, hệ tiểu quản, mô liên kết, mạch và thần kinh. Tế bào tuyến nang bị thoái hóa, ư axit, ứ nước, có hốc, có thể thoái hóa, hoại tử, đôi khi trở thành khối vuông, thoái triển dạng tiểu quản. Chúng chiếm phần lớn nhu mô, rốt cuộc làm tụy ngoại giảm số lượng và cỡ tuyến nang. Đảo lan can ít bị hư hại, đôi khi mới thoái hóa, teo. Các ống tiết có biểu mô thoái hóa, dị, quá sản, dị sản ở những mức độ khác nhau, vách thường sơ hóa, lòng chứa chất nhầy hoặc sỏi. Tăng sinh sơ bao giờ cũng đi đôi tổn thương biểu mô bao quanh tuyến nang, chia cắt các tiểu thủy, nhiều vùng mô sơ rộng lớn chiếm ưu thế, thoái hóa trong như bóp nghẹt các cấu trúc tuyến nang và ống dẫn, trong đó thấy xâm nhập tế bào viêm một nhân, đôi khi có áp xe nhỏ, lắng đọng canxi, ổ hoại tử mỡ tế bào đã ít nhiều tổ chức hóa, mạch có thể viêm mạn, sơ hóa, có huyết khối tổ chức hóa, tổn thương thần kinh đa dạng, thoái hóa neuron, phù bao ngoài, xâm nhập bạch cầu quanh thân, sơ hóa trong và quanh thận. Các u của tụy chủ yếu là các u ác tính và là đối tượng chính của bài này. Ung thư tụy là một trong những ung thư phổ biến nhất và có tiên lượng xấu nhất. Ví dụ ở Pháp hàng năm có 4.000 người chết vì loại ung thư này, và ở Hoa Kỳ từ 20 đến 26.000 tử vong. Chỉ có khoảng 11% số bệnh nhân sống thêm 1 năm khi được xác định bệnh và 1-2% sống thêm 5 năm. Tập hợp những thống kê trong y văn tiếng Anh, thời gian sống thêm trung bình của ung thư tụy sau khi cắt bỏ là 16 tháng rưỡi. Tỷ lệ bệnh tăng dần ở những nước công nghiệp. Dù chưa biết rõ nguyên nhân, người ta cũng xác định một số yếu tố nguy cơ như thuốc lá, đái đường, chế độ ăn, kể cả cà phê, mỡ, dầu ăn, đường, đạm động vật. Do vị trí giải phẫu, tụy khó tiếp cận bằng những xét nghiệm thông lệ, nên u thường phát triển không có triệu chứng trong một thời gian dài mà không bị phát hiện. Về vấn đề chẩn đoán chưa được quan tâm, và chỉ vài thập niên gần đây, các kỹ thuật chẩn đoán ung thư mới phát triển mạnh, bao gồm các test chức năng tụy thông qua tá tràng, các chất đánh dấu u, kháng nguyên phôi, ung thư biểu mô, ACE, alpha fetoprotein, kháng nguyên u tụy, OFB, ribonucleic tụy, isozym 2 của galactosyltransferase, kháng nguyên kết hợp ung thư tụy, kháng nguyên CA19-9, phát hiện miễn dịch chống u bằng test ức chế dính bạch cầu của bệnh nhân khi có chất chết u tụy. Các test hình thái như tế bào học, siêu âm, chụp mạch, chụp cắt lớp vi tính, chụp tụy ống mật ngược dòng, chụp siêu âm khi soi trong, chụp cộng hưởng từ hạt nhân. Với những biện pháp như vậy, việc phát hiện ung thư tụy chỉ thực sự có ích trong 10% số bệnh nhân. Sự hạn chế này chủ yếu do thiếu xác định được quần thể có nguy cơ cao, song lại không có triệu chứng, và thiếu test đơn giản nhưng chưa đủ chính xác để phát hiện những u còn nhỏ cho nhiều người. Bởi vậy, điều trị ung thư tụy vẫn khá thất vọng. Ung thư tụy ngoại tiết chủ yếu là ung thư biểu mô tuyến ống, chiếm khoảng 85% mọi ung thư tụy, gặp hầu hết ở người lớn, nam nhiều hơn nữ. Về mặt đại thể, khoảng 2/3 số bệnh nhân ung thư ở đầu tụy, 1/3 còn lại là ở thân và đuôi tụy. Chỉ có khoảng 20% trường hợp có nhiều u, đa số u có ranh giới không rõ, thường chắc diện cắt màu vàng nhạt. U đầu tụy có thể xâm lấn vách tá tràng bằng lan trực tiếp. Các ung tụy trong vùng hoại tử thường giãn rộng và có thể lan ra mái
lan ra mãi xa khu vùng u chính, cũng hay gặp lan tràn u ngoài tụy, và vì thế có xác định u có phải xuất phát từ tụy hay không, như hay từ tá tràng, sau phúc mạc hay là u di căn. Phần u phần tụy xa u có thể teo gió, sơ hóa, giãn ống. Về mặt vi thể, ung thư biểu mô tuyến ống của tụy có thể biệt hóa rõ, vừa hay kém biệt hóa, đôi khi loại nhú. Khi biệt hóa rõ, chẩn đoán ung thư rất khó, phải xem kỹ các chi tiết tế bào. Ở bụi số nhỏ, các ung tuyến rõ, lòng rộng, có một hay ít tớp biểu mô trụ lót lên, biểu mô trụ lót lên toàn cảnh, không gợi ý tính chất ác tính tử, trừ một vài bất thường về hình dạng và phân bố tuyến cũng như chất đệm sơ bao quanh. Ở bụi số lớn, có thể thấy biểu mô lót có một số đặc điểm gợi sự ác tính như đa hình thái nhân rõ, mất cực tính, hạt nhân to, nổi, nhân chia. Hoặc 90% bệnh nhân có xâm lấn u nhưng không có đặc hiệu cho bệnh, vì có thể thấy các thể vùi biểu mô lành tính ở đây, ở các dây thần kinh tụy và sự lan tràn bao ngoài bó sợi thần kinh của các tế bào tiểu đảo trong viêm tụy mạc. 50% số bệnh nhân có xâm lấn huyết quản, nhất là tĩnh mạch. Về hóa môn miễn dịch, phản ứng keratin dương tính với kháng nguyên MAA, CA799 và laminin có liên quan rõ giữa các chất này với mức độ biệt hóa. Nhiều u chứa ít quần thể tế bào nội tiết và đôi khi có thể trên cùng một u cả hai hình thái ống và tiểu đảo. Có thể thấy ung thư biểu mô tại chỗ ở biểu mô ống kề bên nơi ung thư xâm lấn 20-30% số trường hợp, thậm chí ở xa nơi u chính. Do u làm tắc ống, mô tiểu thùy có thể bị hoại tử hoàn toàn, đảo Langerhans có thể nguyên vẹn, teo hoặc phì đại. Trường hợp một số đảo bị phá hủy có thể gây đái đường để muộn, mô tụy không u có thể bị viêm. Một số biến thể khác ít gặp của ung thư biểu mô tuyến tụy là ung thư biểu mô tuyến phải, ung thư biểu mô tế bào lớn ưa axit, ung thư biểu mô tế bào sáng, ung thư biểu mô tế bào nhẫn, vân vân, có hình thái học tương tự các u cùng loại ở các cơ quan khác. Ung thư biểu mô tuyến thường đi di căn đến các hạch vùng đầu cổ sau tụy tá tràng. Di căn xa thường gặp ở gan, phúc mạc, phổi, thượng thận, xương, các hạch xa, da, hệ thần kinh trung ương. Đôi khi một di căn hạch xa, đặc biệt ở hố thượng đoạn, là biểu hiện đầu tiên của ung thư tụy. Ung thư biểu mô bất thục sản, gọi là ung thư biểu mô đa hình, dạng sarcom, không biệt hóa. Trong đa số trường hợp là những biến thể của ung thư biểu mô xuất phát từ ống tụy, chiếm khoảng 7% ở những ung thư tụy ngoại. U thường ở thân và đuôi tụy hơn ở đầu tụy. Ở người bệnh thường trên 50 tuổi và hay gặp ở nam hơn ở nữ. Có 3 tuyếp vi thể, đôi khi phối hợp với nhau. Ung thư biểu mô đa hình thái, tế bào u đa số có hình thái khác thường, nhiều nhân có thể nhầm với ung thư tế bào gan. Một số tuyếp sarcom, u hắc tố, không hắc tố, đa số u sinh ra từ thân tụy, thường có di căn và theo đường máu. U gồm chủ yếu tế bào hình thoi làm cho dễ nhầm lẫn với sarcom. U có các tế bào tròn nhỏ đơn dạng phát triển đặc như trong u lympho ác tính. Một số u có đặc điểm biệt hóa thần kinh nội tiết giống như ung thư biểu mô tế bào nhỏ ngoài phổi. Tiên lượng các ung thư này rất xấu. U tế bào khổng lồ có tiên lượng tốt hơn loại bất thục sản. Về vi thể, u có quần thể kép, tế bào hình thoi tương đối đồng nhất, thuộc dạng trung mô và những đặc điểm tế bào không điển hình, tăng sắc nhân, nhiều nhân chia. Xen kẽ với nhiều tế bào khổng lồ, nhiều nhân và hình thái và mô hóa học không phân biệt được với các hủy cốt bào thường. Nhân của tế bào u dạng hủy cốt bào này nhỏ và đều nhau, không có hình nhân chia, không thấy tế bào khổng lồ kỳ quái với nhân không điển hình. Trong một số trường hợp, có thể thấy rõ những vùng có hình thái biểu mô tuyến gợi ra loại tế bào khổng lồ chỉ là một biến thể khác của ung thư biểu mô có nguồn gốc ống. Điều trị ung thư biểu mô tụy trước hết là bằng phẫu thuật và tùy thuộc ở vị trí, kích thước và sự lan tràn của u. Do đó, sự hiểu biết về phân chia giai đoạn, hiểu biết về phân chia giai đoạn u là cần thiết. Phân chia giai đoạn của ung thư biểu mô tụy ngoại theo Ủy ban TNM của Hiệp hội Quốc tế chống ung thư năm 1993. U nguyên phát TX, u nguyên phát không xác định được. T0 không xác minh u nguyên phát. T1 u giới hạn ở tụy. T1A u có đường kính lớn nhất dưới 2 cm. T1B u có đường kính lớn nhất trên 2 cm. T2 u lan trực tiếp tới bất kể nơi nào dưới đây như tá tràng, ống mật hoặc mô quanh tụy. T3 u lan tới bất kỳ nơi nào trong số sau: dạ dày, lách, đại tràng hoặc các mạch lớn kề bên hạch bạch huyết của vùng. NX không xác định được hạch bạch huyết vùng to. N0 không có di căn hạch bạch huyết vùng. N1 di căn hạch bạch huyết vùng. Di căn xa. MX không đánh giá được có di căn xa. M0 không có di căn xa. M1
di căn xa. Phân loại theo giai đoạn. Giai đoạn 1 là T1, T1N0M0 hoặc T2N0M0. Giai đoạn 2 là T3N0M0. Giai đoạn 3 là T bất kỳ N1M0. Giai đoạn 4 T bất kỳ N1M1. Phân loại này chỉ áp dụng cho mọi ung thư biểu mô sinh ra từ tụy nhưng không thể nhưng không kể các u đảo của lan can cũng như các u các sinoid. Độ mô bệnh học G có ích không đánh giá được độ mô học. G1 biệt hóa rõ, G2 biệt hóa vừa, G3 kém biệt hóa, G4 không biệt hóa. U tụy nội tiết còn gọi là đảo lan can. U apod của tụy, những u hiếm gặp được chú ý đặc biệt vì hoạt động nội tiết đặc trưng của một số tế bào của đảo. Về đại thể, u có thể ở bất cứ nơi nào của tụy nhưng hay gặp hơn ở thân và đuôi tụy là nơi tập trung của nhiều tiểu đảo lan can. Những u giàu tế bào thường có màu hồng nhạt, có thể giống nách hoặc khạch sung huyết nhưng không có bao rõ. Một số u có thể tăng sinh sơ rõ rệt, thậm chí chứa canxi, xương, và cuối cùng có một số ít u có dạng u nang. Những u ác tính có thể xâm lấn vào vách liên tiểu thủy, các cơ quan kế cận, nhất là tá tràng, gây huyết khối, huyết tắc ung thư, di căn ra các hạch vùng gan, chảy máu sơ hóa, nang hóa, hoại tử mô u cho mật độ u mềm chắc như thịt cứng và màu sắc u trắng xám nhạt, vàng nhạt, tím hồng, tím xám trở lên đa dạng. Về mặt vi thể, thì tiến bộ trong các năm gần đây đã cho phép xác định được hàng loạt tế bào của tụy nội với chức năng ít nhiều biết rõ. Tế bào A có hạt alpha chế tiết ra glucagon, tế bào B có hạt beta chế tiết ra insulin, tế bào D chứa hạt delta chế tiết ra somatostatin, tế bào PP chứa các hạt tiết ra polypeptide tụy, tế bào G chế tiết ra gastrin, tế bào D1 VIP chế tiết ra chất peptide ruột hoạt hóa mạnh, tế bào EC chế 5 hydroxy tryptamine. Ngoài ra còn một số tế bào chưa hoàn toàn xác định được bản chất gây bệnh như tế bào nhỏ tiết ACTH, tế bào Kunczynski tiết serotonin, tế bào của ống tiết nhiều hơn hormone phối hợp, tế bào P. Các tế bào A, B, D, PP được coi là tế bào nội tiết chính của các tế bào nêu ở sau được coi là tế bào cận nội tiết của tụy vì chúng gặp ở nhiều vị trí khác trong hệ thống nội tiết lan tỏa. Những tế bào đã nêu trên gây ra hàng loạt u lành tính cũng như ác tính của tụy mà về vi thể nhiều khi không thể xác định được chắc chắn, kể cả với các kỹ thuật đặc biệt, trong đó có cả kính hiển vi điện, kỹ vi học điện tử. Với những HE thông lệ, người ta chỉ có thể nghĩ tới u nội tiết. Tuyết tiểu đảo dựa trên cấu trúc chung của u là tế bào u nối với nhau, có một mạng lưới mao mạch phong phú xen kẽ và một chất đệm sơ tạo keo thoái hóa trong từng phần. Cụ thể, sự tăng sinh u rất đa dạng cả về cấu trúc lẫn tế bào học, có nhiều biến thể khác nhau. Các tăng sinh u này thay đổi nhiều từ loại u này sang u khác và ngay trong lòng của một loại u. Tế bào u trong ung thư, tế bào u thường to hơn trong u tuyến, có hình tròn, đa diện, khối vuông hoặc trụ. Khi tiếp xúc mạch, đôi khi hình bầu dục, thậm chí hình thoi. Bào tương tùy cá thể tế bào u có thể thay đổi về lượng ít, rõ hoặc nhiều và về màu sắc, sáng trong, sẫm, đục, ưa bazơ, ưa axit, thậm chí bắt cả hai màu. Khi thì thuần khiết, khi có bọt, có hốc hoặc những hạt khác nhau về tính chất, mật độ. Nhân có bình sắc hay tăng sắc, thường tròn, đồng dạng, đôi khi có hình bầu dục hay hình trụ, cá biệt hình thoi, đôi khi tính đa hình khá rõ với sự xuất hiện các nhân quái. Cũng có khi thấy các tế bào khổng lồ hoặc nhiều nhân nhưng chỉ ở dạng cá thể, thường ít nhân chia và hiếm nhân chia không điển hình. Chất đệm u thay đổi nhiều tùy trường hợp và có liên quan mật thiết với nhu mô u. Đối với những u rất giàu tế bào u, chất đệm giảm chỉ còn là những bè sơ mỏng trên một nền mạch khúc khuỷu tế nhị. Nhưng trong đa số trường hợp, sợi tạo keo phát triển mạnh để tạo thành những dải sơ dày, thậm chí thành bao vây quanh hoặc chia cắt các khối tế bào u. Một mặt, chất đệm u có đang xem một lưới mao mạch giãn phát triển từng chỗ có dạng u mạch. Mặt khác lại là nơi có tổn thương thoái hóa, loạn dưỡng, phù, ổ hoại tử, thoái hóa trong, canxi hóa, lắng đọng chất dạng tinh bột và đôi khi có phản ứng viêm, chủ yếu là bạch cầu đa nhân ưa axit hoặc đại thực bào. Các sắp xếp của tế bào u liên quan tới chất đệm làm cho việc định tuyết mô học thêm phức tạp. Chúng có thể sắp xếp hoặc thành đám đặc chắc xen lẫn tổn thương dạng tủy lan tỏa, chất đệm mảnh hoặc thành các nốt có ranh giới rõ với hoại tử trung tâm và tế bào ở ngoại vi gọi hình rộng.
chất đệm đặc, giò mạch hoặc thành nhiều dây tế bè tế bào giống ở gan nối nhau. Khi tự thay đổi phân cách nhau bởi các dải xơ rất giò mạch, đôi khi các dây tế bào này có hình băng sắp xếp song song nhau để hình thành những cấu tạo u ngoại vi ở giữa môi liên kết xơ, hoặc thành những cấu trúc đặc hoặc là những cấu trúc sàn đặc trưng cho một lưới phức tạp của các dây tế bào khúc kiểu thuần nhất nối thông nhau, xen kẽ một chất đệm phong phú rất giàu mạch. Cuối cùng là hình thành những cấu tạo tuyến nhỏ, tuyến ống dạng chùm nang hay hình hoa hồng nhỏ. Đôi khi chúng để lộ rõ ràng ở giữa có một lớp ưa axit lót. Những u tụy nội tiết có thể không có biểu hiện rối loạn nội tiết trên lâm sàng, nhưng thường chúng có bất thường về nội tiết do các tế bào tụy nội do các tế bào tụy nội biến đổi ác tính, có chế tiết hormone bằng nhuộm đặc biệt như xanh alican, Grimelius, Granhi, đỏ con gơ, hoặc nhờ các phương pháp miễn dịch học và hiển vi điện tử có thể phát hiện các u tụy nội tiết sinh nhiều hormone với những biểu hiện khác nhau. Một loại u có thể có nhiều tuyếp tế bào, loại u nhiều ổ có thể mỗi ổ chỉ có một tuyếp tế bào hoặc nhiều tuyếp tế bào. Chính tính chất của tế bào u chiếm ưu thế quyết định tuyếp hội chứng lâm sàng và được đặt tên cho khối u. Những u tụy nội tiết đặc hiệu gọi là đặc hiệu vì xác định được bản chất và có tên riêng. U insulin là loại u tụy nội tiết được biết rõ nhất từ lâu qua tam chứng Whipple, đặc trưng cho rối loạn thần kinh tâm thần, mệt mỏi, co giật, giảm đường máu dưới 50 microgram phần trăm. Các triệu chứng được giải tỏa sau khi cho glucose. Khoảng 90% u tế bào beta này là u đơn độc và 2/3 số u có đường kính dưới 2 cm. Tế bào u khá đều nhau, nhân đồng dạng, ít nhiều lệch về một bên với các hạt nhân đổi rõ trên nền chất nhiễm sắc phân bố đều. Về mô miễn dịch học, chất lượng đánh dấu miễn dịch có thể phản ứng dương tính với insulin nhiều ít tùy trường hợp, thường lan tỏa và phản ứng dương tính nhẹ hơn ở tiểu đảo bình thường. Về sự cấu trúc, nếu lượng bào tương hạt quá nhiều ở khắp bào tương trừ ở ngoại vi tế bào và nó chiếm ưu thế so với các bào quang khác không có hạt, trên nền bào tương có nhiều và sáng, có thể thấy chất nền của một số ti lập thể do sự cô đặc và đục rõ. Các hạt beta điển hình bao giờ cũng rất tròn, đặc và hoàn toàn thuần nhất, chiếm một phần các hốc chứa chúng để tạo thành những quầng sáng bao quanh các hạt, màng bọc khi thấy rõ khi không. Các hạt điển hình này thường tụ tập ở cực đỉnh của tế bào. Các hạt không điển hình tuy vẫn tròn và khá thuần nhất, song bao giờ cũng ít hơn, kém đậm đặc hơn nhiều, cũng không có quầng sáng điển hình với màng độc nhất bao quanh chúng. Một số ti lập thể sưng to, số khác lại dẹp. Chúng tôi cũng không gặp thường xuyên chất dạng ti thể của tế bào tiểu đảo loại beta bình thường như Ivan đã nêu. U glucagon, u tế bào alpha có hai tuyếp khác nhau, loại kết hợp hội chứng u glucagon như tăng glucagon máu với các tác dụng thoái biến có liên quan, ban đỏ da, viêm miệng, sút cân, giảm axit amin máu, dung nạp gluco bất thường. U thường đơn độc, lớn, tỷ lệ ác tính cao, ít có tế bào phản ứng dương tính về mô miễn dịch học với glucagon. Các hạt chế thường ít, không điển hình, thậm chí không có. Cứ hạt nhỏ, hình thái đa dạng, không đồng nhất, sáng, khó thấy, tương phản với loại rất đặc, ranh giới rõ, giảm tinh thể. Các hạt này cũng thường nằm trong một màng thấy rõ và cách màng bằng một quầng sáng. Loại không kết hợp với hội chứng u glucagon thường có nhiều u nhỏ, phần lớn lành tính, có phản ứng mô miễn dịch mạnh với glucagon, có những hạt alpha điển hình của tế bào A tiểu đảo, nhuộm Grimelius có thể phản ứng ưa bạc dương tính. U somatostatin, u tế bào D hoặc delta có thể có hay không hội chứng u somatostatin về lâm sàng. Hội chứng này biểu hiện bằng tăng sinh somatostatin trong máu với các tác dụng ức chế liên quan, bệnh sỏi thận, đái đường nhẹ, dịch vị thiếu HCL, chứng phân mỡ, thiếu máu. Ivan rất ít đề cập đến nghiên cứu siêu cấu trúc loại u này. Chúng tôi đã thấy những hạt chế đa dạng, một loại hạt to, nhiều, tròn, hơi hình bầu dục, đồng nhất nhưng luôn luôn nhạt máu hơn, kém đặc, chiếm một phần quan trọng của bào tương. Loại khác khuếch tán hơn, đặc hơn, không đều nhau, ít nhiều đa hình ở bụi số lớn. Có thể thấy những hốc sáng trong hạt tương đối rõ. U tế bào PP, loại này hiếm gặp nếu u chỉ hay chủ yếu do tuyếp tế bào này chiếm ưu thế về lâm sàng, không có các triệu chứng rối loạn nội tiết, mặc dù nồng độ hormone trong huyết tương tăng cao. U thường đơn độc, lành tính, tuy một số trường hợp có di căn tế gan. Ngoài tính chất đặc hiệu riêng của loại hormone này, kích thích tiết enzyme ở niêm mạc dạ dày, ức chế co cơ nhẵn ở ruột, túi mật, sinh axit dạ dày. Một số u khác không phải u tế bào PP của tiểu đảo Lankhan cũng tiết polypeptide tụy.
U tế bào G, u gastrin. Nào loại u có tính tăng tiết mạnh nhất mạnh nào loại u có tăng có nào loại u có tăng tiết mạnh chất gastrin dẫn tới hội chứng Zollinger-Ellison với tam chứng cổ điển, bệnh loét miệng núi gan cố, tăng tiết dạ dày, u tế bào tiểu đảo tụy, thường gặp ở tụy nhưng cũng có khi ở vách tá tràng. Dưới kính hiển vi điện tử, tế bào G rất giống với tế bào chế gastrin ở niêm mạc tá tràng. Tần số của u tế bào G chỉ đứng sau tế bào B, thường gặp giữa 30 đến 50 tuổi, hơi nhiều hơn ở nam giới. Đa số u là loại ác tính, u có thể đơn độc hoặc nhiều ổ. Loại sau thường tiết nhiều hormone. Bài vi thể, u gastrin rất giống với u carcinoid ở ruột và di căn tới hạch vùng gan cũng có hoạt động nội tiết. Sự tăng tiết gastrin có thể gây loét dạ dày tá tràng và cả hỗn tràng. Một phần ba số bệnh nhân có ỉa chảy. U tế bào D1 còn gọi là UVIP. Sự giải phóng chất polypeptide ruột vận mạnh từ tế bào u gây hội chứng Werner-Morrison tả tụy, biểu hiện bằng ỉa chảy nước, giảm kali máu, thiếu HCL dịch vị. Đây là loại u hiếm gặp, không quá 5% mọi u tiểu đảo, thường to, hơi đơn độc, đa số ác tính. Chất VIP lưu hành ở nồng độ cao kèm ỉa chảy nặng, có thể gặp ở những u không phải của tụy hoặc phối hợp với u tụy chứa những tuyếp tế bào APUD như u hạch thần kinh, u nguyên bào thần kinh, u tế bào ưa chrome, u sơ thần kinh, u tủy thượng thận, u ung thư biểu mô tủy của tuyến giáp, ung thư biểu mô từ phế quản. Ở một số bệnh nhân, hội chứng Werner-Morrison có thể do u đa nội tiết sinh ra. U carcinoid của tụy là loại u ác tính khá hiếm gặp, tiết serotonin giống như u carcinoid ở ruột, chứa các tế bào ưa chrome và có thể gây hội chứng carcinoid không điển hình, biểu hiện bằng chứng đỏ bừng mặt, huyết áp giảm, phù quanh hố mắt và chảy nước mắt. Ngoài ra có thể thấy nhiều biến thể của u đa nội tiết của tụy còn gây tổn thương ở nhiều cơ quan khác như tuyến yên, tuyến giáp, tuyến cận giáp, tuyến thượng thận. Còn phải có nhiều nghiên cứu lâm sàng sâu mới làm sáng tỏ được cơ chế sinh bệnh.